Một chút nhá, hôm nay em sẽ lên cho một người áo sơ mi đấy ạ. Sơ mi thô rất là thích luôn. Xin chào chị Bưởi Vũ ạ, chào chị Nga chưa? Hello các chị, xin chào chị bếp nhà dứa này. Đó. Sân nè. Quần em mặc có bán không á, đặt hàng mãi không được. Quần em mặc á không, quần này em mua chống nóng đấy mà. Quần em mặc là quần thổ đấy, quần bò thổ đấy. Mặc nó nhẹ lắm, nó làm jean giấy ấy. Em đi mặc để được cái đi cho cái váy 50k cho váy đẹp quá trời. Cảm ơn chị Thái Vân ạ. Váy 50k nào? Thì mình có váy 50k không? À, trên like à? Váy ok, cảm ơn chị. Ok mọi người ơi, vào đi ạ. Vào semi thô nhá. Rất là thích luôn. Trời ơi, các bạn ơi, còn tới sẽ cố gắng làm thêm nhiều semi thô kiểu cho mọi người ạ. Cọc tay, dài tay sẽ có đủ cả đấy ạ. Xin chào chị Phạm Thị Trang, hôm qua chốt lại không được ạ. Hôm qua cũng đơn giản là ít người mà. Váy mấy hôm nữa, hôm nay. À thế ạ. À? Hôm nay em không like váy em không biết. Khác nhau quá. Hàng ngày mình còn không nhớ luôn á. Vào đi mọi người ơi, sơ mi thô rất thích luôn mọi người ạ. Đây này em. Đây những con áo sơ mi thô như này đơn giản mà đẹp lắm. Như này các bạn mặc vào xem, thích cực kỳ luôn. 100 và 120 một chiếc thôi mọi người nhé. Xem 106 thì đang xem like. Bà nào đã thả tức giận đấy, phải thả yêu thương nhá. Hello, vào đi thôi. Em có một nhớ là em có một số sơ mi nhá, nó sẽ lẫn rất nhiều sơ mi họa tiết hoa ở trong đấy. Váy đấy em chỉ cần nốt số đấy là hết rồi, em không làm váy nữa rồi. Em đang tìm cho người váy thô Nhật nhưng mà thật sự mọi người nó số lượng nó ít quá. Và một số like mà chỉ có 50 con thì không biết chia cho ai. Váy thô Nhật ý, nó một kiện lấy được ít quá. Người yêu ơi xích thế nhỉ. Không con nào ơi. Xin chào 121 chị đang xem like nha. Đợi một chút này chúng ta sẽ like thôi. Hôm nay sơ mi kiểu rất là thích luôn. Nhưng mà hôm nay vẫn chưa có. Ui này, xinh thế này. Em không nhớ không nhầm là sẽ có một số sơ mi nó sẽ có rất nhiều áo họa tiết đẹp lắm ấy. Nhưng mà áo von họa tiết ấy. Chị Xu Linh Nguyễn. Cái kiện đấy em nhận được có mỗi 30 con thôi. Em vứt vào luôn cái kiện đấy. Vứt vào luôn với cái sơ mi thô em không nhớ. Áo mẫu mặc có bán ạ. Áo mẫu mặc có bán nhá mọi người nhá. Áo mẫu mặc thêm này. Con crop à? Ok, đây, con crop này à? Con crop nào đấy? Crop này á? Hay con crop trắng? Ok nhá. Xem 137 chị đã xem like, con mới giúp trắng này đúng không? Đấy. Con này họa tiết theo trên áo rất xinh ạ. À. Cái này các chị dưới 50 cân giá ép nhá, xinh quá này. Ok mọi người, vào chưa? Cái họa tiết này theo lên đấy mọi người ạ. Họa tiết này theo lên đấy. Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Con này xinh quá này. Con này à, các bà mà không mua rồi bèo 250.000 không phải là em luôn á. Em lấy 120 nhá, 50% giá thị trường nào. Xin chào 142 chị đã xem like luôn nhá. Bởi vì em lên muộn này. Em này các chị S và M mặc xinh nhá. Xinh lắm. Đợt tới rất nhiều áo như này. S và M cho em nhé, 120.000 này. Mã số là 332 này. 120 mã 332 này. Tiếp theo này con này size S nhé. Theo họa tiết luôn ạ. 50 cân quay đầu rồi, dưới 50 cân nhé. Rồi em này lấy 120 nhé, xinh quá. Mã số 26 đó. 332 cho chị Hồng Trang. 120 mã số 26 cho em này. Ui này. Này cổ phối nhá. Em này là một em các chị có cân nặng size tầm 50 trời 55 cân này. Xinh chưa? 26 cho chị Hậu Hà. 50 55 cân nhá, 120 ạ, mã là 140. Con này đẹp quá, các bạn ơi, chất mát này. Tay phồng nhá, chất thô mát cho em này. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, cục tay nhưng mặc lên xinh lắm. 120 mã số 28. 120.000 mã số 28 cho em nhá. Em à.
Ui các bà ơi này, em ơi con sơ mi van này nó đỉnh của chóp luôn nhá. Cổ to bản và có hai lớp cho em này. Mọi người nhìn thấy chưa? Em này các chị ạ, 40 cân cho đến 45 đến 50 cân size S này. Xinh quá. Chất dày dặn và rất đẹp nhá. Này mọi người nhìn thấy không? 28 cho chị lên 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 thôi, mã số 16 này. Áo của mẫu đang mặc bán luôn nhá. Chất thô nhá, có thêu này. Chất thô có veo này. Đấy, em này các chị size tầm từ 53 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Mã số này là mã số 100 cho em đi. Cái này mát bị cất ở bên trong quá rồi. Mà em hàng Korea nhá. 16 chị chi phạm. Made Korea luôn nhá. Size S này. Size S thôi, xinh lắm à. Chuẩn S, chuẩn S nhá. Rồi em này 120. Mã số 76. Chị Trang Minh. 120 nghìn mã số 76 cho em các loại nhá. Tiếp tục ạ. Em sẽ lên cho mọi người nhìn em rất là xinh luôn. Ui này, xinh quá. 76 cho chị Nguyễn Thương. Ủa em này ạ, xe 40 đến 45 cân nhá. Xinh quá mọi người ạ. Xinh hết phần thiên hạ rồi. 40 45 cân, dưới 45 cân nhá, kẻ này. Em này em lấy mọi người 120, mã là 214 này. Xinh quá. 120 mã số là 214 cho em nhá. Đây. Ôi. Những con sơ mi độc đáo luôn này. Đẹp, chất đẹp lắm ạ. Em này dưới 52 cân quay đầu cho em nhá. 52 cân quay đầu dưới 52 cân này. Em này ạ, 120 thôi mọi người ơi. Mã là 437 nhá. Xinh nhập sau em ơi. 120 là 437 cho em này. Xinh nhập nào. Ui mẹ ơi sao được thế. Rồi em này là một em button size S cho em này. 47 đến 50 cân. Xinh quá. 47 đến 50 cân. Chị Mai Hạnh. Xinh chưa? Dưới 50 cân nhá. Rồi em này em lấy mọi người mức giá của nó 120, mã là 104. 120 mã 104 cho em nhá. Đây, các bạn nào lên thì con như này đi. Đảm bảo mọi người cầm cái chun nó chắc dã man luôn, size chuẩn S thôi ạ. 50 cân quay đầu nhá, xinh quá. Dưới 50 cân, dưới 50 cân này. Rồi, 120 thôi, mã là 204. Ui đen nữa này. Ôi, sao này nhiều bài áo kiểu thế. Rồi, em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân nhá, xuất sắc luôn. Đó, mọi người mặc lên thì chỉ có thần thánh thôi. 47, 52 cân nhá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân này. Rồi em này lấy 120 nhá mọi nhá. Chất đẹp quá. Mã số 58 này. 120 nghìn mã số 58 cho em nhá mọi nhá. 120 mã số 58 cho em này. Tiếp theo một em Sumi Von size M nhá. Đây, khá là đỉnh nhá. Họa tiết đẹp, dễ mặc. 48 đến 53 cân nhá mọi nhá. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân này. Chất đẹp quá này. 120 nghìn thôi, mã số là 43. 120 nhá, mã số 43 cho em này. Xinh chưa, áo kiểu này thì thôi rồi luôn các bà này. Eo ơi. Này, các chị ơi nhìn cái áo này mặc lên dã man xinh luôn. 43 cho chị Nguyễn Thương. 47 đến 50 cân, dưới 50 cân size S nhá. 120 mã số 18 này. 120 mã số 18 cho em này. Đây là một em váy rất xinh ạ. Váy này em lấy đồng giá 120 luôn. Rồi, S và M dưới 52 cân đấy mọi nhá. Xinh quá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân một em váy nhá, chất tuyết mưa đấy. Đẹp. 120 thôi mọi người ơi, 120 nhá. Mã số em này là 232. Quá xinh luôn. 120 nghìn mã số là 232. Trời ơi, dẫn một em váy thô tiếp này. Không có gì phải bàn về con này luôn á. Con này có một cái lúc khuy bấm vào đây rồi nhá. Rồi, váy thô nhá. 50 cân quay đầu rút eo thoải mái luôn ạ. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Váy thô, váy thô. Dưới 50 cân nhá, 120 thôi mọi người ơi. Mã số là 181 này. Ôi, sửa mã thì ý chị đọc nhầm. 181 cho em nhá. Lên cho một em sơ mi voan, rất xinh luôn. Đường may rất là đẹp luôn này. Em này các chị size 50 đến 55 cân. Con này bị xước rồi. Bỏ qua nhá. Em lên cho một em crop top size S nhá. Xinh nhất nách luôn ạ. 40-48 cân nhá. Họa tiết trên áo là theo. Xinh chưa? 40-48 cân, dưới 48 cân, dưới 48 cân nhá. Rồi 120 nghìn rồi, mã là 323 nhá. Nhức cái lách luôn á. Nhức lách luôn á, mã là 323 cho em nhá. 120, mã số là 323 cho em nhá. Tiếp tục ạ, em lên xong rồi mà em này áo kiểu này đẹp quá này. Áo sơ mi này các chị 48-53 cân nhá. Xinh lắm, cọc tay mà dễ mặc lắm. Họa tiết đen trắng đơn giản thôi. Lơ bộ đằng sau nhá. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. Rồi, em này 120 đó mọi người ơi. Chất mới cứng ấy. Mã số 91 cho em này. 120 mã số 91 cho em nhá. Đây, lên cho mọi người em váy thô tiếp này. Rất là xinh luôn á. Váy thô nhá mọi người nhá, váy thô ạ.
91 cho chị Ly Nguyễn. Rồi 45 đến 52 cân. Em có thể co giãn được ạ, dưới 52 cân nhá. 120, má là 695. 120.000 nhá, má là 695 cho em này. Tiếp theo nhá. Em lên cho mọi người, em này ôi hàng hãng đây rồi. Rồi các chị size M nhá, lên xinh được cái màu của nó trông mát mắt dã man luôn. Size M nhá mọi người nhá. Rồi 47 đến 52 cân. Rồi đây là còn logo thương hiệu đó này, đẹp chưa? 47 52 cân, dưới 52 cân nhá, chất thô mát này. Em này 120 nhá, má là 574. 120.000 mã số là 574. Em màu B dáng rộng phía tay phải em đấy. Màu B dáng rộng. Đây hả? Ok. Rồi em này ạ, sơ mi brown này. Họa tiết đẹp chưa? Mát đánh size 36. 74 cho chị Đài Trang Nguyễn. 45 đến 50 cân. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 thôi mọi người ơi. Mã là 169 này. Thôi unisex này, mát đánh size S nhá mọi người nhá. Như con này S và M đều ok. Ê, trên này S và M đều ok nhá. Dáng thô ấy, có đằng sau này, đẹp chưa? Là tới sẽ rất nhiều dáng này. S và M ok nhá, 120, mã là 389. Ôi này, chất siêu chắc chắn mà size S nhá, chất lanh ghê. Lanh này của nó rất là thích luôn ạ. 40 cho 48 cân. 40, 48 cân nhá, đẹp chưa? Em này đến 120, má là 306. Có một em váy thô đây ạ, váy thô nhá. Mọi người thích váy thô Nhật không? Em có thể làm được váy thô Nhật cho mọi người đẹp lắm. Nhưng mà số lượng hơi ít, bởi vì mỗi size M này. Dưới 52 cân nhá. Ôi, 47 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân, dưới 52 cân này. 120 mọi người ơi, 120 váy thô này má là 288 nhá. 120 má là 288 cho em này. Ui, bà ơi, đẹp chưa? Em có những cái áo mà sao cảm giác nó vừa trông nó vừa mát vừa xinh ấy nhỉ, khóa kéo bên sườn nhá mọi người nhá. Trông nó xinh lắm luôn ý, tem đầy đủ luôn này. Em này ạ, à, S chuẩn thôi mà S xinh lắm, chuẩn S cho em nhá. Khóa kéo sườn nhá, chuẩn S ạ, dưới 50 cân, dưới 50 cân thôi mọi người ơi, chất đẹp quá này. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá, em này 120 thôi, mã số 20. 120 mã số 20 cho em nhá. Một em sơ mi thô của chị này màu đẹp thế nhỉ, cổ lá sen rất xinh ạ. Size tầm 47 đến 55 cân nhá. Rồi đợt tới rất nhiều áo như này luôn. 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Rồi 120 mã là 266. Quần em mua ở đâu nhỉ? Ở Linh Hiệp. Em phải có, em có chị em có quầy ở Linh Hiệp mà. Thế là đây con này ạ, à, chất lanh nhá. Thế nên là để dáng unisex ML này. Chất lanh nhá, trông em để đè hàng lên nên nó hơi nhào một chút, nhưng mà chất lanh này thì đỉnh luôn ạ. ML 50 60 cân nhá. Rồi 120 thôi, mã số 17 nhá. 120 mã số 17. Có người nhà ở đấy nên nhờ mua hộ, bởi vì là ui con này đẹp quá. Tuyệt vời mặt trời, size S chất rất đỉnh luôn ạ. Size S cho em nhá, chuẩn S em. Em mua liền phát 3 con liền. Nó cũng rẻ thôi, nó không đắt đâu mọi người ạ. Size S cho em này, quần này gọi quần thổ. Ui chất đẹp quá. Chuẩn S mọi người ơi, đẹp quá này. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá, xinh chưa? 120 mọi người ơi, má là 138. 120 má 138 cho em nhá. Ui, em này. Áo màu tím bên phải mẫu ạ. Màu tím bên phải mẫu đây ạ. Ok. Em này ạ, các chị size tầm từ 48 đến 52 cân, dưới 52 cân voan nhá. Rồi, 120.000 thôi, má số 52 này mọi người ơi. 120 má số 52 cho em nhá, màu tím này đúng không? Tí này rất xinh nhá, dáng unisex này, đẹp chưa? Em này ạ, à, các chị size ML đều ok nhá, dáng cọc tay này, có xẻ hai bên này. 50 cho chị Mộc Trà. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá, đẹp chưa? 120, rất là thoáng và sướng luôn, mã là 510. 120 mã 510 cho em nhá. Ôi. Ui vào một em váy thô gọi là mát như thạch như này mà các bạn không thấy thì rất là tiếc luôn. Size này các chị 48 đến 52 cân, xinh lắm ạ, màu hoa rất là nhẹ và đẹp ạ. Dưới 52 cân. Dưới 52 cân nhá, 120. Mã số là 333. Đẹp người đẹp cả lết đây rồi. Đây. Mấy em sơ mi brown tiếp này. Em này à, khóa kéo bên sườn á. Không, sorry mọi người, nó là áo chui nhá. Ôi, mát đánh có cái này 47 50 cân. Cho chị Hương ra. 47 đến 50 cân nhá, rất đẹp luôn ạ. Dưới 50 cân nhá, brown này. 120 mọi người ơi, mã là 196. Size số 3, size L nhé mọi người nhé. 5 màu vàng nâu ạ. 55 đến 60 cân, đỉnh chưa? 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Chất rất là thích luôn ạ. 120 má là 290. Vàng nâu đây đúng không? 196 cho chị Tuyên Minh Nguyễn. Baby doll S, M nhá.
Babylon S và M, S và M cho em này. Dưới 52 cân nhá. 120 thôi ạ, chất thô nhá. Mã là 302. Mọi người cần lên màu gì thì bảo em nhá. Ui màu đẹp chưa? Con này mà mặc với cái quần như em đang mặc ấy thì này là một set gọi là vừa mát vừa đẹp luôn ạ. Chất thô mát nhá. Em này S và M cho em này. Có, ui, con nhớ đợt tới em làm được 1.500, con sơ mi dài tay nhưng mà toàn hiệu rồi. 302 cho chị Hạnh ZP. Toàn Zara, mọi người thích cả hàng dài tay này mới ạ. Zara HM rất là nhiều luôn và chất thô ấy. Đợt tới làm 1.500 cho con. Hàng hiệu nhiều luôn mà giá chỉ 120 thôi mọi người ạ, yên tâm. S và M nhá, con này quá xinh. Rồi, 120 mã là 441 này. 120 mã là 441 trên này. Em này ạ, chất lanh nhá, size S thôi. Màu rất đẹp, cái này chỉ mặc với chân váy nên là rất là mát rồi đấy ạ. Cổ ren to nhá. Size S, size S cho em này, chuẩn S nhá. Rồi, em này 120 mã là 113. Đợt tới thì nó sẽ không có nhiều kiểu như này đâu. Con này còn có dây lụa treo này. Con này xem nhá. Chất rất là đẹp luôn này. Full piece size S cho em này. Đẹp và thương cảm ơn chị Tiểu Trúc ạ. Size S cho em nhá. Chị Đặng Thảo. Chuẩn S này xinh quá. Dưới 50 cân thôi các bạn ơi, hoa tí mộng mơ. Rồi, em này 120 nhá, mã số 23. 120 mã số 23 cho em này. Con này là cổ to bản nhá, fast fit size L cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm 53-57 cân nhá. Hầu như em làm cho mọi người đều tìm cái hàng mà nó là local brand của nó rất đẹp luôn. Rồi 53-57 cân, dưới 57 cân nhá, bạn tiết kẻ dễ mặc ạ. Dưới 57 cân nhá, 120 thôi, mã là 194 này, xinh quá. 120.000 mã số là 194, con sơ mi trắng này thì tuyệt vời. Sơ mi trắng này tuyệt vời. Đó, em này size các chị có cân nặng 50 cân quay đầu nhá. Con này thì xinh lắm, lên form đẹp mới. Chuẩn S nhá mọi người ơi, trắng tinh. Chuẩn S thôi, dưới 50 cân mọi người ơi. Dưới 50 cân nhá, xinh quá. Rồi em này lấy mọi người 120, mã số là 225. 120 mã là 225 cho em nhá. Tiếp theo mà em sơ mi von này, von cọc tay size L nhá. Các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. Cổ béo hai viền bèo luôn. 225 cho chị Ellie Như Quỳnh. 55 đến 60 cân nhá, 120 thôi, mã là 114 này. Một em váy thô này ạ. Cái này là giống váy của Hàn Quốc ấy mọi người. Nào. Bọn này là hãng này à mọi người biết không? On size SML đều ok, dưới 60 cân váy thô nhá, rất xinh này. Con này mọi người mặc đi du lịch thì xinh ít chứ đi sống ngào thôi rồi luôn. Size SML đều ok, dưới 60 cân nhá. Rồi 120 luôn, mã là 183. 120 mã là 183 cho em nhá. Tiếp tục ạ, một em máy sơ mi thô màu hồng dài tay rất là đỉnh luôn ạ, size S vạt của nó to. Size S nhá, dưới 50 cân này. Tôi lấy 120 nhá, mã số là 192. 120 mã 192 cho em này. Em này là một em dành cho các chị có cân nặng size tầm 60-65 cân nhá, màu đỏ, cái nơ của nó rất to luôn. 60-65 cân nhá, tay voan. 60-65 cân ạ, 120 thôi. Mã số em này là 230. 120 mã là 230 nha em nhé mọi nhé. Đây là một em váy á. Váy này các chị 40-48 cân. Nó là một em váy đơn giản lắm nhưng mà rất đẹp. Đây này. Size S nó là hãng nhé mọi nhé. 40-48 cân. Đảm bảo mặc lên xinh nhẹ nhàng đơn giản. Size S nhé, 120 mã là 245. 120 mã là 245 cho em nhé. Đây là một em sơ mi thô rất là đỉnh luôn này. Em này phi ghi là phi size nhá, mặc lên nó là vừa mát vừa đẹp luôn, chất của nó đẹp lắm. S, M, L đều ok, mát đánh size S nhá. S, M, L đều đẹp cho em này, màu vàng, chất thô. Em này là 120 nhá, có khuét vai này, mã là 554. 120 mã số là 554 cho em nhá. Oh. Em lên cho mọi người một em ôi, nhiều văn điệu đà quá. Em này là size các chị 48-55 cân nhá. 54 chị Huyền Trang. Tay phối voan kính, phần thân của nó là chất thô nhá mọi nhá. Ờ, 48-55 cân, cánh rơi này. Tay ngắn rất dễ mặc luôn, 120, mã là 170. Đây, em này xinh quá này. Em này ạ, 52 cân quay đầu, dưới 52 cân nhá. 120.000 thôi, mã là 272. 120 mã là 272 nhá. Một em màu đen này dễ mặc lắm. Này các bạn mẫu nhé, các bạn mặc xong mọi người cứ hỏi ấy. Đây này. Rồi, S và M nhỏ dưới 52 cân nhá. Co giãn rất sướng luôn, cầm chất rất là sướng đấy ạ. Dưới 52 cân nhá, có crop top này. Rồi, em này à, mức giá của nó 120.000 thôi nhá. 120, mã số là 195. Ôi, xinh quá. Đây, mấy con crop top em sẽ lên luôn nhá. Rồi, size S cho em ạ, dưới 50 cân. Chất rất là mềm, dưới 50 cân nhá. 120 thôi ạ. 195 mã là 257. 120 mã là
257 cho em này. Chất thô nhá mọi người, chất xô kiểu lai lần đấy mọi người ạ. Rồi 45 rồi 52 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu dưới 53 cân nhá. 120 thôi mọi người ơi. Mã là 6685. Ôi con này là mọi người ơi, nó là một em á. Chất của nó là chất thùng sơ mi nhá, nhưng mà mọi người sẽ cảm giác nhìn qua sẽ cảm giác giống mông tư ghi, không phải đâu, sơ mi đấy ạ. Rồi xinh quá, size S màu cốm nhá, size S cho em này. Rồi 120, mã là 6687. Ui con này còn có dây lụa đi kèm nhá mọi người ơi. Em này là 48 đến 52 53 cân nhá. Đây. Size M cho em nhá, có dây lụa này. Em ơi xinh lắm. Dưới 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120, mã là 207. 120 mã 207 cho em nhá. Ồ, màu xanh phối với màu trắng này. Size chuẩn S là 40 đến 50 cân. Dưới 50 cân nhá. Rồi em lấy một cái 120.000 luôn. Mã là 261, rất xinh. 120 mã rồi là 261 cho em nhé. Ôi xinh quá này. Rồi em này các chị size ạ, dưới 50 cân thôi, 45 đến 50 cân nhá. Crop top trắng. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Rồi 120 thôi, mã là 212. 120 mã 212. Lô bè đi chị. Lô bè à? Ok, đợi em chút ạ. Từ từ nhá, trước khi lên lô bè sẽ lên cho mọi người một em đuối nhá. Chất đuối xịn luôn. À, đợt tới sẽ làm cho mọi người một số vét đuối nhá, vét hè. 100% là vét hè đuối như này này. Chất liệu này, cái này 48 đến 55 cân nhá, đuối màu hồng phấn đấy ạ. Đuối nhá, xịn đấy ạ. Những con đuối này mọi người mua tèng tèng phải 1,5 triệu luôn. Chắc chắn luôn á. Rồi, dưới 55 cân nhá. Em này là 120, mã đó là 364. 120.000 mã là 364 cho em nhá. Rồi, em này ạ, đây cho mọi người ạ. Một em váy nhá mọi người ơi. Váy này các chị chỉ có cân nặng tầm 47 đến 50 cân này, size S này. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Rồi 120 mã là 255. 120 mã là 255 cho em này. Chất xô nhá mọi ơi. Chất mát dã man luôn, cái tay của nó yêu chưa. Màu mát lắm ạ. Rồi em này ở dưới 52 cân quay đầu, bẹt vai cũng được mà vai cạo cũng được. Dưới 52 cân nhá. Chất thô, chất thô. 120 mã là 142. 120 mã là 142 cho em nhá. Ui xinh quá này. Em nhìn con này đúng là chất của nó, dưới của nó là chất mềm như chất bò zin giấy vậy ạ. Trên này sơ mi trắng này. Rồi SM dưới 55 cân. 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. Rồi em này lấy 120 thôi, mã số 94. 120 mã số 94 nhá. Rồi em lên cho gọi một em váy này là một váy sơ mi thô này. À mác đánh size M 48 đến 55 cân nhá bạn nhá. Váy sơ mi thô cổ tàu. Dễ mặc quá, mọi người có thể mặc suông không cũng đã đẹp rồi, nhưng mọi người có thể phối bên ngoài. Mùa thu mọi người có thể phối với những cái áo di lê, hoặc là phối với những cái áo di lê vét, hoặc là mùa hè mọi người đóng đai, những cái đai to rất là đẹp luôn. Dưới 55 cân nhá. Rồi váy sơ mi thô này 120, mã là 146. 120 mã 146 cho em nhé. Thế có váy hè vậy chị? Sắp có rồi nhá, yên tâm. Em này à, sơ mi thô size L nhá. Em này à, nhưng mà em này em nghĩ là chỉ nhỏ mặc xinh thôi. Size S mặc xinh nhất ấy. Mắc này size L thì chỉ S mặc xinh thôi. Rồi 120 mọi người ơi. 146, mã số này là 271. Em hàng xin chơi hàng cũ ạ. Vét hè nhá, là khó làm lắm đấy. Em làm hàng Hàn Nhật mà. Hàng Trung thì nó không có vét đũi đâu. Ui này. Cầu vai nó manh nhún 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 rất xinh thôi. 48 đến 52 53 cân nhá. 48 đến 52 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120, mã là 674 này. 120 mã 674 ạ. Em này là một em áo hiệu đây, size S cho em nhá. Bên ngoài là một em chất thô vai bồng, bên trong có lót hết này, mắc đánh size S nhá. Form rất xinh luôn, size chuẩn S thôi mọi người ơi. Chuẩn S nhá, dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120, mã số này là 102. Ui chất này mát chưa? Chất này là nó đục lỗ này. Họa tiết đục lỗ này. Rồi em này 50 cân quay đầu size S nhá, dưới 50 cân này. 120 mọi người đục lỗ hết. Mã số là 185. Nguyễn Thị Hệ. Rồi, em này là một em size 40 cho đến 48 cân nhá. Bệt vai cũng được mà vai cao cũng rất xinh. 40 48 cân màu hoa tím mộng mơ. Rồi em lấy mọi người 120 nhá, mã là 198. 120 mã là 198. Rồi em mọi người bảo lên chỗ thô nào đây. Ây, ui, chất này á, đảm bảo mọi người nhá, cái tay này mặc lên xinh lắm luôn. Size S chuẩn nhá mọi nhá. 198 cho chị Nguyễn Bảo. Này, chuẩn S nhá mọi, chuẩn S cho em này. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá, xinh lắm. 120 rồi. Mã số em này là 95. Chị Thoa Bùi. 120 mã số 95 cho em nhá. Lên cho mọi người em crop top size XL. Em này em tư vấn mọi người cân nặng size tầm từ 57 60 cân là đẹp nhất, không được XL đâu.
57 60 cân là xinh nhất luôn. Cái này các chị vòng eo dưới 75 nhá. Eo dưới 75 là ok. Eo 72 75 nhá, xinh chưa? Chất đẹp lắm. Ôi cái này mọi người mặc với quần ống rộng và dài thì quá đẹp luôn. Dưới 60 cân nhá, eo dưới 75 cho em ạ. À. Cái này ạ, 120 nhá, mã là 177. 120 mã số là 177. Chị hãy sửa cả một chút tiếp. À, đây là một em baby doll size S của các chị này. Đó. Áo sơ mi baby doll nhá, chất mát lắm. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá, cổ có theo này. 177. 120 mã là 178. 128 một em chất đuối đuối lên lần size M cho em nhá. Đuối này, size M cho em nhá. 48 đến 55 cân tay cọc dễ mặc. 48 đến 55 cân mặc lên siêu đẹp luôn. 120 mã là 178. Ui xinh quá này. 120. Mọi người lên lại đuối cho em con này nhá, nó trùng hai mã. 179 cho em này, 179 xin lỗi mọi người đọc nhầm. 179 cho em nhé, lên này mặc con đũi 179 cho em nhé. Rồi size S cho em, size S cho em nhé. Rồi cái này dưới 50 cân nhé, cổ có buộc dây xinh lắm. Nhẹ nhàng dưới 50 cân nhá. Em này là 120 thôi, má là 234. 179 cho chị Nguyễn Việt Trinh. Ôi các bà ơi, em này ạ, đẹp quá này. Em này size S thôi nhá mọi nhá, chuẩn S này. Rồi 50 cân có nhún này, cổ V nhá, dưới 50 cân này, hoa nhí ạ. 120 mã số 92. Ôi bà được con này mới xinh này. Xịn quá, trông cái áo trông nó trông xứng tầm con size S cho em nhá. Size S cho em này, như mặc một cái corset ấy rất đẹp luôn ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã số là 679 này. 120 mã 679 cho em nhá. Tiếp tục ạ. Lên mà em sơ mi brown nhá mọi người. Con này thì tay của nó làm phối như này nhá. Họa tiết chìm cho em này. 679 cho chị Trung gió. Rồi em này phi size nhá, mặc đánh phi size SML đều ok nhưng em tư vấn mọi người ạ. 60 65 cân mặc con này sẽ đẹp và dễ mặc nhất đấy. 120 má là 536. Ôi con kẻ này đẹp quá này. Đơn giản mà dễ mặc nhá, tay của nó phồng nhiều như này. Có những cái đợt tới sẽ có rất nhiều kiểu như này và hầu như sẽ có đầy đủ kiểu nó mắc ở local xong á. Em này ạ, 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120 thôi. Mã số này 523, dễ mặc và đẹp cực. Ok này em chốt rồi chị ơi. 120 mã số là 523, chị nào lấy con thô này mới đẹp này. Con này cổ tàu nhá. Này xinh chưa? Này, mã của nó đây à. Toàn hàng xịn thôi. 523 cho chị tường cát. SM cho em nhá, xinh dã man. SM đầy đủ tem mạc luôn ạ. À. Màu xanh mát. Rồi 120 mã là 991. 120 mã là 991 cho em nhá. Xanh mát luôn đó này. Em này các chị ạ, 48 đến 55 cân. 48 đến 55 cân nhá. Xinh dã man. 120 mã là 306. 991 cho chị Nguyễn Thu Hiền. 120 mã 306 ạ. Em này là một em sơ mi xô. Tay của nó là tay ngắn thôi nhá. Nó ngắn tay và nó có hai lớp này. Size này bộ hai tầng ở tay ấy. Cổ tàu nhá. Không phải, xin lỗi mọi người. Nói nhạt nhịu ha. Cổ giật lại phía sau. Em này ạ, 45 đến 52 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120 thôi, mã số 40. 120 mã số 40 cho em nhé. Đây là một em sơ mi kiểu này, cái này các chị sẽ rất là thích luôn. Ôi đỉnh quá. Rồi 40 48 đến 53 cân nhé mọi nhá. Chị Mai độ quá. Rồi 48 đến 53 cân, dưới 53 cân này. 120 thôi, mã là 506. 120 mã số là 506 cho em nhé. Ôi bà đứa con này đẹp quá là size M nhá. Ôi đỉnh thế. Hiền Vũ anh mới bong tin luôn đi ạ. Rồi, em này ạ, 48 đến 53 cân nhá, xinh dã man luôn. 48 đến 53 cân nhá. Rồi, 120 mã là 223. 120 mã số là 223. Lên cho mọi người em thô nhá. Màu của nó màu be này, có sẽ kẻ sọc xuống này. Em này các chị ạ, 50 cân quay đầu thôi, dưới 50 cân có nơ nhỏ xinh xinh ạ. Rồi, 120 mã số 80. 223 cho chị Quỳnh Nga. Ui, như con này đẹp quá này các bạn ơi. Rất thô nhá, mắc đánh size M cho em này. 48 đến 55 cân nhá. Thô màu xanh mát ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Sơ mi dễ mặc lắm mọi người ạ. 120 mã là 206. 120.000 mã 206 cho em này. Đây này. Ôi xinh xuất sắc luôn ạ. 47 đến 52 cân. Em thề mọi người luôn ạ. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 120.000 thôi ạ, mã số 25. Đây là mà em sơ mi voan thế này, mắc đánh size M cổ V nhá. Ôi, mọi người ơi, size M nhá. À, 48 đến 55, 48 đến 53 cân đi, rất đẹp. Dưới 53 cân nhá, 120, mã số là 224. 25 cho chị Thủy Bích.
một em sơ mi thô nhá, cái này á. Mọi người á, mặc đóng thùng mà cũng đẹp, mà mặc kiểu với cả crop top bên trong với cả quần short ấy, khoác ra ngoài rất xinh, size M nhá. 48 đến 55 cân. 48 đến 55 cân nhá. 120, mã là 675. Ôi đây là lẫn thỉnh thoảng lẫn một vài em van ở đây, nhưng cái van của nó rất là đẹp. Còn em này ạ, 47 đến 52 cân nhá. 47 52 cân này, 120, mã số là 190. 75 thì nó tê Huế. Ôi xinh quá này. Em này ạ, một em size S chuẩn nhá. Cái này của nó co giãn rất là tốt này. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120, mã là 491. 120 mã 491 cho em nhá. 190 cho chị Nguyễn Eric. Hôm trước ấy em nhặt cái này nha, em đang phải cân nhắc rất là kỹ trước khi nhặt, bởi vì nó là phong cách kiểu sexy ấy, nhưng mà mặc lên xinh ơi là xinh luôn. Kéo khóa phía sau nhá, tuyệt vời không mặt trời luôn á. Rồi size S ra mọi người ạ. Con này là 47 đến 50 cân. Dưới 50 cân nhá, rất là dấu dáng luôn, dưới 50 cân này. Ai nhanh được nhá, 100.000 thôi, mã là 415. 100k mã số là 415 cho em nhá. Kẻ xinh tối rồi luôn này. Mấy con sơ mi thô này mọi người có ưng ý không? Size S cho em này. Ôi nhún đằng trước nhún đằng sau nhá, chun gấu này. Rất là đẹp luôn ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Ở em này 120 mọi người ơi, đẹp lắm. Mã là 570. 120 mã số là 570 cho em nhá. Đây. Thô của nó nhưng mà lạ lắm. Size này là S và M nhá, gen phối hết này. Ôi 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này em lấy mọi người 120.000 thôi, mã là 318. 120 mã số là 318 cho em nhé. Ui này, cái áo van này á, bà nào được con này thì quá là đẹp luôn ý. Quá là đẹp luôn này mọi người ơi. Size chuẩn S thôi nhá, xinh dã man luôn. Chuẩn S nhá mọi nhá, dưới 50 cân thôi. Cái này ạ, có dây bắt qua đây nhá, rất là xinh này. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 120 thôi ạ, mã là 677. 120 mã 677 cho em này. Em này cộc tay á. Rồi cái này các chị ạ, ui xinh thế. Rồi 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 52 cân này, đen thơm rồi, cộc tay nhá. Lờ xinh ra dã man luôn. Dưới 52 cân, dưới 52 cân nhá. 120, mã số này là 298. Chi Phạm. 120 mã là 298 cho em nhá. Rồi tiếp theo nhá. Em này là một em ạ, váy thô nhá. Chất liệu của nó thô hay dáng suông nhá. Em này các chị dưới 50 cân là xinh. 298 cho chị Hôn Hòa. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 thôi ạ. Má là 279 nhá. 120 mã 279 cho em này, size L nhá. Trời ơi. 55 đến 60 cân nhá. Cái chất sao ạ? Ok. Cái chất này của nó là theo rồi. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em váy này em lấy mọi người 120 rất xinh. Mã số 90. Và cuối xào có luôn. Con này thì đúng là chất thô xịn rồi, thô đũi à. Mặc lên như là không mặc ấy. Em này các chị size S và M nhá, thô đũi này. S và M nhá, dưới 55 cân này. 120, mã là 391. Áo kẻ bọc tay á. Mẹ ơi, xoay như trong áo này từ từ. Đây, mọi người có thể lên đây con này này. Con này có thể mặc kiểu này cũng được, dáng crop top cũng được, một chút dậy cũng được. Rồi em này các chị dưới 50 cân, size S dưới 50 cân nhá. 120 thôi mọi người ơi, chất thích lắm. Mã số này là mã số 83. Kẻ cộc tay à? Kẻ cộc tay. Ôi này, em này giống như phải hàng thiết kế mới ra được mọi người ạ. Xinh quá này. Size S chuẩn nhá mọi người nhá. Chuẩn S thôi, dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Rồi, 120 mọi người ơi, mã là 408. Sơ mi trắng nha mọi người, hẹn mọi người buổi khác nhé. Đây là sơ mi kiểu, sơ mi màu ấy. Sơ mi trắng nó chỉ lẫn ra thôi. Ui giời ơi, cầm cái áo này lên đó. Trông sao để trông vừa sang vừa đẹp này. Trời ơi, nó là voan đấy mọi người ạ. Em này là S và M cho em nhé. Rồi, em này ạ, dưới 52 cân. Dưới 52 cân, xinh lắm. 120, mã số là 67 nhé. 120, mã số 67 cho em này. 120.000 mã số 67 cho em nhé. Tiếp tục ạ. Crop top size S nữa đi ạ. Crop top size S à? Ok. 67 chốt chị. Ôi mọi người ơi, chất đẹp thôi rồi luôn. Size S nhé mọi người ơi, 50 cân quay đầu dưới 50 cân hoặc tiếp theo trên áo nhá. 120, mã số em này là 341. 120.000 mã số là 341 cho em nhé. Đây em này nhá, ui xinh dã man luôn, tay cánh rơi bồng to.
Ui, xinh thế. Rồi các chị size S tiếp này, xinh dã man luôn đấy. Chuẩn S nhá. Kiểu đẹp lắm, dưới 50 cân thôi ạ. Rồi 120 thôi mọi người nhá. Mã là 358. 120 mã là 358, kẻ cọc tay nhá. Con này à dễ mặc luôn này. À, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. 120 mã là 250. 120 mã là 250. Chú chị Tuyết Minh Nguyễn. Đây là một em váy thô nhá mọi nhá. Váy thô dáng A rất là đẹp luôn. Em này 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, váy thô ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp dáng A từ trên xuống ạ. Dưới 55 cân nhá, 120 mã là 295. 250 chị Thanh Huyền Nguyễn. Em này một em áo sơ mi thô của Sanfu size M nhá mọi nhá. Màu đẹp quá này. Rồi 48 đến 55 cân chất thô nhá, dưới 55 cân này. Ồ 120.000 thôi, mã số 44 này. 125 của chị Beth Duy Khôi. Mã số 44 cho em này. Ui bà được con crop này đẹp. Dã man luôn, chất thô đuối nhá. Size S cho em này, xinh mất người luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhá. Rồi 120 mã số 96. Một mối chị Hồng Thạch. Một em sơ mi thô size S cho em nhá. Rồi em này size S cho mọi người ạ. 40 chuyển 48 cân nhá. Dưới 48 cân này. Em này là màu vàng nhá. 120 mã số 86. Bánh bèo nhà nào không mà không bỏ qua con này thì tiếc, ôi là tiếc luôn mọi người ơi. Trông như Elsa, trông như kiểu sao nhỉ? Trông như kiểu công chúa tiểu thư ấy, phong cách quý tộc ngày xưa ấy mọi người ạ. Đó. Theo hết bên xong nhá. Em này các chị ạ, 47 đến 50 cân là đẹp. 47 đến 50 cân nhá, đẹp lắm luôn ấy. Rồi em này ạ, 120, mã là 236. 120.000 mã là 236 cho em ạ. Chị nào con này em nghĩ là nhiều người thích. Chất của nó đúng là kiểu thô đuổi luôn. Em ơi, cảm giác nó nhẹ tênh luôn, size 48 đến 55 cân. Màu cũng đẹp luôn ạ, đúng màu Hàn luôn ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Ờ, 120, mã là 132. 120, mã là 132 cho em nhá. Đây, màu thô này đẹp quá. Các chị ơi. Rồi, em này ạ, mát đánh size S cho em nhá. Xinh chưa? 50 cân quay đầu màu vàng mơ. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. 120, mã số 48. 120.000 mã số 48 cho em nhé. Em lên đây này, đợt tới em sẽ làm cho người rất nhiều những con này ạ. Trông đơn giản nhưng mặc lên nó như em mặc này. Em này là của Zara nhá, Tây Ban Nha luôn ạ. Rồi 48 đến 53 cân nhá. Vẫn còn cái đó không ạ? 48 đến 53 cân ạ. Trông mặc đơn, trông lên đơn giản và đẹp lắm. Dưới 53 cân nhá, 120.000 thôi, mã số 24. 120 mã số 24 cho em nhé. Đây, em này là Mesumi size M nhá. Hãng này em không biết đọc tên như nào luôn ấy, nhưng mà chất của nó mùa hè rất là mát. 48 đến 52 cân. Trời ơi, con này bị lỗi rồi. Cái này mực này không biết giặt được. 24 cho chị Nguyễn Hiền. Ôi, em đây cho người mà em áo HMM HM nhá, size này à, các chị có cái nặng tầm 47 đến 50 cân này, xinh lắm. Nó chất văn nó đẹp lắm. Dưới 52 cân và dáng crop top bèo bèo đó. À, dưới 50 cân nhá, 120 mã là 152. 120 mã 152, mà em sơ mi thô size XS nhá. Này, size XS thôi. 40 đến 48 cân em này là mỹ mãn rồi. Chất thô mát ạ. 40 48 cân cộng tay nhá, dưới 48 cân này. 120 mã số 73. 120 mã số 73 cho em này. Đây là một em mà em nghĩ là các chị sẽ rất là thích luôn. Cái này có đai chờ đấy mọi người cần nhá. Em này các chị 57 63 cân. Chất liệu của nó rất đẹp, đơn giản. Váy công sở nhé mọi nhé. Cái này kiểu thế đấy. Hai bên của nó đều giống nhau cả. Rồi, em này các chị 57 đến 63 cân. Mọi người đóng đai để đóng và thả xuông gì đã. Dưới 63 cân nhé. 120, mã là 367. 120, mã số là 367 cho em nhé. Em lên cho một em giáp Lauren rất là đẹp. Giáp Lauren siêu đẹp luôn. Và em cam kết mọi người nó là xịn nhé mọi nhé. Xịn. Ui, rất Lauren nhá. Ôi, mặc lên cứ gọi là mê ly. 40 cho em 45 cân. Xinh quá này. Ôi, dã man quá. 40, 45 cân, dưới 45 cân nhá. Sơ mi rất Lauren này. Em có thể làm hàng đếm được cho mọi người ấy. Sơ mi nữ ấy. Mà giá bán ra thì khả năng phải đầu 200.000 con sơ mi mọi người mới có chịu được không. Rồi, em này 120 nhá. Dưới 48 cân, mã số 89 này. Đây, em đang cho mọi người em áo sơ mi màu xanh ngọc tiếp này. Size 42. Em này các chị 60 65 cân nhá. Như là hàng của H&M luôn ạ. 60 65 cân, dưới 65 cân nhá. Rồi em này dưới 65 cân ạ, 120 mã số 19.
120 mã số 19 cho em này. Mọi người có chịu được hàng giá cao không? Em sẽ làm hàng giá cao nữa. Ui này, em này các chị ạ. 19 cho chị Minh Nguyễn. Mát quá. Em này ạ, 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân này. Ui, con baby doll này đẹp thôi rồi. Rồi, em này 120 nhá, dưới 60 cân, mã là 141. 120 mã 141 cho em nhé mọi người nhá. Rồi, em sẽ cố gắng tìm mấy con cờ dốt tốt cho mọi người nhá. Con thô này đẹp chưa mọi người? Bố bị ho nên phải đeo khẩu trang đấy ạ. Không phải trả lời mình nha. Sao bố lại đeo khẩu trang không? Mọi người ơi, cái... Không có sân nách hay dây không chị ơi? Em không lừa đảo gì mọi người đâu, nhưng mà em không bỏ khẩu trang ra là em lại ốm ấy. Em này là 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Rồi, 120 nhá, chất thô này, mã là 258. Không phải em trốn tránh trách nhiệm với mọi người đâu, nhưng mà thật sự luôn là em cứ bỏ like, không làm like khẩu trang mà em quên. Quên là em không đeo khẩu trang là hôm sau em sẽ ho rũ rượi ra. Ôi đẹp chưa này. S và M nhá, màu hồng này. S và M nhá, em này dưới 55 cân ạ. 120, mã là 585. Dạo này sức đề kháng của em nó rất là yếu mọi người. Ôi chết rồi, con này có một con của kit rồi. Rồi em lấy mọi người mức giá của nó bao nhiêu đây? Rồi lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 nhá. Bé nhà các chị có cân nặng sai tầm từ 23 đến 26 cân, dưới 26 cân nhá. 585 cho chị Tống Vân. 23 đến 25 cân đi. Rồi, 70.000 mã số 32. Tống Vân khi mới cho vậy chị ạ? Ôi đẹp quá này. Đơn giản và rất đẹp nhá. Em này các chị ạ, dưới 52 cân. 45 52 cân nhá. Rồi, 120 thôi, mã là 283. 32 cho chị Hạnh CP. Đây mọi người ơi, nếu mà mẫu mà có đeo khẩu trang thì cũng thông cảm cho mẫu đấy. Trông nó hơi mất thẩm mỹ tí nhưng mà ý là mai em còn like được đấy, không thì mai em nghỉ luôn. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân cho em này, size M nhá. Em này ở 120, mã số em này là 124. Ui, em này là chất liệu của nó là chất thô nhá. Eo xinh dã man luôn. Em này các chị ạ, 48 đến 52 53 cân nhá. Chất của nó là chất sôi đúng không? Dưới 53 cân nhá. 120 thôi, mã là 903. 124 chốt chị Họa Mi trắng. Ôi size L mọi người ơi. Em này các chị 53 57 cân nhá. 53 57 cân, dưới 57 cân này. 120 ạ, mã số là 54. 120.000 mã số 54 cho em nhá. Em này ạ, em này là một em có đai trò này mọi người ơi, size nhỏ thôi. 45 đến 52 cân nhá, cọc tay, chất của nó là chất xô đuôi ấy mọi người. Và mọi người có đai thắt vào thì rất xinh luôn. Dưới 52 cân ạ, 120 mã là 167. Mấy em váy thô nhá. Khóa kéo bên sườn cho em này. 40 trên 48 cân, dưới 48 cân nhá, váy thô này. 120 mã số 36. Hả? Lên này được không? Lạo lên á? Ôi mẹ ơi. Mấy nữa mát nhá. Hôm nay nắng lắm. 40 độ mà hỏi vào lên mà treo tôi à? Nhưng mà lên đẹp thật. Thề nó. Cảm giác như là sao nhỉ? Nóng thì nóng nhưng mà lên đẹp thì vẫn cứ là cảm thấy rích mua. Nhưng mà thôi, mọi người ơi nóng lắm. Nó sơ mi đi. 36 cho chị Tiểu Linh. Size S nhá, 120 này, mã số 84. Kéo nghe không chịu được đâu mọi người ạ. Mọi người nhận về tay á, mọi người ngồi điều hòa, mọi người chốt được, như em đứng nóng á, em không chịu được. Đây là một em hàng hãng luôn nhá, mắc đánh size M cho em này. Ồ, 48 đến 52, 53 cân, dưới 53 cân nhá, rất xinh đấy. Thủy Bích. Ở dưới 53 cân nhá, 120, mã là 291. Mọi người ngồi điều hòa, mọi người chốt không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà em sợ lắm. Ồ, em này ạ, dưới 53 cân quay đầu con váy thô đẹp chưa? SM nhá, SM dưới 53 cân này. Em này là mức giá 120 nhá, mã là 137 nhá, váy thô. 120 mã 137 cho em này. Chất xô tiếp này, con này bẹt vai cũng được nhá mọi người nhá. Mà mọi người mặc theo kiểu lên vai cũng được, mọi bẹt vai cũng xinh. Đây nó như này nhá. Màu mát quá nhỉ. S và M dưới 52 53 cân tay phồng nhá. Rồi 120 thôi ạ, mã là 674. 120 mã 674 cho em nhá. Đây là một em mà em này các chị nào béo sẽ ok lắm. Cái này nhá mọi người nhá. Đó. Giống người này. Rồi 50 đến 60 cân cho em. Nó là bao gồm cả cái áo bên ngoài nhá, 50 60 cân này, 120 mã số 11. 120 mã số 11 cho em nhá. Đây một em này nó là tay rơi nhá mọi người nhá. Đây.
nhìn đơn giản thế thôi nhưng mà đằng sau của nó này có xinh lắm mọi người ạ. Em này ạ, chất của nó là chất lanh dưa mát luôn. 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá. Kẻ màu xanh mát 120 mã là 294. Size M chất thô này mọi người ơi. 11 cho chị Hạnh GP. 48 đến 52 cân dưới 52 cân nhá. 120 mã là 120. Đây là một em hãng của Stop Feeling size 48 đến 52 cân. Rất là đẹp luôn ạ. Dưới 52 cân có nơ đằng sau luôn nhá. Dưới 52 cân, dưới 52 cân này. 120 thôi ạ. Mã số này là 193. Ôi lâu lắm mới thấy chị bạn mi trắng hay sao ấy. Chị vào xem mà em không có nhìn thấy chị à. Đây này mọi người, đây là một trong những item mà em sẽ bảo mọi người. Em sẽ bán đợt tới này, cả ngắn tay và dài tay nhé, chất liệu đúng. Có 20 chị Quỳnh Nga. 40-45 cân, rất đẹp, 40-45 cân nhá. 120, mã số là 41. 193 cho chị Phương Phạm. Đây là một em kiểu nhá, 47-50-21 cân. 47-50 cân, dưới 50 cân nhá. Crop top này. Em này 120, mã là 221. 120 mã là 221 cho em nhé, size M cho em này, hàng của Seoul nhé, rất là đẹp luôn. Size M, size M. 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhé. Những cái đấy thường là của Hàn Nhật nhỉ. Một cái này, trời ơi, một cái áo lãi có 20 nghìn, hai cái mắt là mất lãi, mất tiêu rồi. Rút một cái ra nhá. Dưới 52 cân là 120 mã là 110. Đây, em này là size M này. Ôi, tay rất là đẹp nhé mọi nhé. Rồi, 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân này. Em lấy mọi người 120 chất voan nhá, mã là 182. Có mấy con voan ở đây đều rất là dễ thương luôn. Rồi, em này 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân thôi, xinh á. Dưới 50 cân nhá, 120 mã số 72. 120 mã số 72 cho em nhá. Size S cho em này. Rồi, em biết đấy là lỗi tại em rồi. Mang đi bán là nếu không, hỏi có mua không thì không bán đâu nhá. Size S cho em này. Size S cho em nhá, cổ bèo to nhá. Xinh quá. Chuẩn S nhá, dưới 50 cân thôi, dưới 50 cân này. 120 nghìn nhá, mã là 143. 120 mã 143 cho em nhá. Ui, bánh bèo quá này. Con xanh trước đấy rất là đẹp luôn mọi người nhá. Rồi 45 đến 52 cân nhá, bánh bèo rất xinh. 413 cho chị Hoàng. Dưới 52 cân nhá, em này 120 mã là 305. Hôm nay chị mới lại váy rồi chị ơi. Ui lời xinh quá à, chất mùa hè đúng luôn ấy. Ồ, em này các chị có cân nặng size tầm 45 đến 52, 47 đến 52 cân nhá, xinh lắm. Cổ tàu này, 47 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em lấy một người 120 thôi, mã là 941. 120 mã là 941. 305 cho chị Nguyễn Hiền. Đây, em này là em chất khô rồi. Đây này, 2 lớp nhá. Chất mùa hè size S này. 50 cân quay đầu thôi. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em lấy 120 thôi, mã số 35 nhá. 120.000 mã số 35 cho em này. Một em màu vàng nhá. Em này thì lên màu rất là cháy luôn này. Cache size M cho em nhá. Đây size M nhá, tem mạc đầy đủ luôn. Con này là nó như này này mọi người này. Đó, hàng của tem nhá. Size M này. Size này 48 đến 55 cân nhá mọi người ơi, dưới 55 cân này. Nhưng số này hơi ít ạ. Em này 120 nhá, bền vai nhá. Mã số này là mã số 41 này. 41 này. Có chịu tới mắt đâu nhỉ. Sơ mi trắng thì hơi ít mọi người nhá. Em đây cho mọi người một em này à, size S cho em nhá. Chất có chất thô đuối này. Ôi chất đũa của nó trông xịn dã man luôn ấy. Trông sướng ạ. 50 cân quay đầu nhá. 40 50 cân dưới 50 cân này. 120 ạ. Mã là 686 chất đũa nhá. 120 mã 686 cho em này. Mà em sơ mi Korea mà người người thích, nhà nhà thích đây. Sao 86 cho chị Cẩm Duyên Trần. Sơ mi Korea này ạ, à, màu xanh này siêu đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng size S và M nhé, có bèo trong này. 55 cân quay đầu, màu của nó màu xanh lá mạ mọi người. Dưới 55 cân nhá, màu xanh lá mạ nhá, đẹp lắm. Hàng Korea đấy ạ. 120 nhá, mã số em này là 45. 120 mã số 45 cho em này. Chất thô mát chưa. Ồ, em này có một lỗi ở bên tai nhỏ nhỏ, nó bị hơi bị dạn một chút nhá. Lion này, mọi người ơi, tên xem là Lion rất mát luôn.
Em lại tặng cho mọi người nhé. Mấy mà bác F và M mã tặng này. Mã số là 42. Ô, 4 mã này mới. Em này các chị có cân nặng sai ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 688. 120 mã là 688 cho em nhé. Tiếp tục là Sumito mát chưa. Cộc tay nhá mọi nhá. Size S thôi. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Chất thơ này 120 mã số 56. 120 mã số 56 cho em nhá. Một em qua này mát của nó đánh size S cho em nhá mọi nhá. Ui này, anh ơi mấy con này giặt xong nó bị rút sợi. Con áo to là đây. Đây mấy em áo kiểu xinh chưa? Size S cho mọi người nhá. Trông cháy quá mọi người ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã là 591. 120 mã là 591 cho em nhá. Ui này con này xinh thế. Eo ơi tôi chết đây. Này xinh dã man luôn. 52 cân quay đầu S và M nhá. Eo ơi đẹp dã man luôn ấy. Trông nhẹ nhàng á. Cái này mọi người có thể là bị chỉnh dây được nhá. Dưới 52 cân này, 120 mã là 119. 120 mã 119 cho em nhá. Size S cho mọi người là 40 cho đến 48 cân. 40 48 cân nhá, xinh dã man. 100.000 thôi, mã là 129. 119 chị Tuyết Minh Nguyên. Ồ em này ạ. Cánh rơi dễ mặc này. 47 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 120 mã là 977, chất liệu là lanh nhá. 120 mã là 977 cho em này. Ui đây lên con này trước đi. Một em 1, áo 2, thô 9. Nhá. S và M dễ mặc và rất đẹp ạ. S và M 53 cân quay đầu dưới 53 cân nhá, cổ vuông này. 120 mã là 144. 120 mã là 144 nhá mọi người. Em này các chị có cân nặng tầm 40 đến 40 50 cân, dưới 50 cân chất thô nhá. 120 mã là 147. 144 chị nó tên Huế. 120 mã là 147 nha em nhá. Tiếp theo em này dễ mặc quá này. Rồi cái này các chị size tầm từ 50 đến 55 cân. 50 đến 55 cân nhá. 120 mã số 13. 120.000 mã số 13 cho em nhá. Tiếp theo size L cho em này, cộc tay chất lanh nhá. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân cộc tay nhá. 120 mã là 115. 120 mã là 115. Mấy em chính hãng của V51 nhá. Size M cho em này. Size M nhá. Cái này mọi người có thể cho lên vào đây. Ui con này bị giặt xong bị xước này. Hai con này. 15 cho chị Hoàng Ngọc Ánh. Chê. Ui con này nhá. Như thủy thủ luôn này. Em này các chị ạ. Size S cho em nhá. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này 120.000 nhá. Mã số là 189. 120 mã là 189 cho em nhá. Chị lên áo xanh tây lỡ có nơi treo bên phải gần cuối hàng đi ạ. Có nơi. Đây là cuối hàng. Đây ạ. 189 cho chị Nguyễn Đặng Minh. Ôi mẹ ơi tả khó quá. Từ từ đây em chiếu nhá, em tưởng tượng ra nhá. Size S cho em này. Con này sẽ mặc như sau. Em này nhá mọi người ơi. Mọi người sẽ có cái dây để mọi người lồng qua đây. Đó, khi nào các chị mặc crop top và nói chung là con này chỉ mặc đi chơi, cà phê rất là sang chảnh thì ok, nó có dây hết. Đây này, mác đánh size S nhá. Tem mạc đầy đủ, nói chung là nó là hàng thiết kế. À, xong mọi người buộc lồng qua đằng sau nhá. Buộc lồng đằng sau size S nhá, dưới 50 cân rồi. Em này 120 nhá, má là 299 này. Em ơi, tả khó vãi chưởng. Stephanie size XS nhá, đẹp quá này. 40 48 cân size S nhá, dưới 48 cân này. 120 mọi người ơi. Má là 583. Trang Nguyễn. Xanh có nơ tay ở phía sau. Em này là Labetter nhá, của em này là size 38 này. Có theo hình đằng sau, có in hình đằng sau nhá. Chất thô mát rồi, mát luôn. 48 đến 55 cân nhá. Ở em này 120 thôi, mã số 21. 120 mã số 21 cho em này. Em này nhá, có nơ thắt này. Ồ, trông cầm cái áo sướng chưa. 50 đến 55 cân là đẹp nhá. 50 đến 55 cân này, tay có phối nhá. Bên này
trăm trăm hai mã số là 117 ạ. Cần màu gì thì bảo nhé, em tìm được cho chị Hương Lê. Em tìm được em sẽ lên ngay. Đây là một em váy thô của mùa hè rất đẹp luôn này, size số 4. Em này ạ, BCBG này ạ, váy công sở rồi. Rồi các chị ạ, 57, 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã số là 373. 120 mã là 373 cho em nhé. Ôi mọi người ơi, chất lanh siêu, chất thô siêu mát này. Em này các chị có cân nặng xe S và M nhỏ, maximum dưới 52 cân, dáng baby doll nhé, dưới 52 cân này. 173, 120, má là 383. 120 là 383, Stephanie thiết này, size S nhá, cọc tay. Này con này bẩn phía sau rồi này. Tiếp theo này, em này là một em hàng Hàn này, size M cho em nhé mọi người nhé. Rồi em này các chị 50 đến 55 cân, 50 đến 55 cân nhá. Rồi em này 120 nghìn thôi, 120 nhá, má là 877 này. Ui mẹ ơi, con này nó là, hôm đấy chị bảo thôi em không lấy con này đâu, anh Thọ nhất quyết này. Em cứ lấy con này cho anh, con này đẹp, con này mặc thì đẹp vai, này lên lại được ạ. 47 đến 52 cân. Xem vui thẩm mỹ của chồng mình có ai chốt không. Em ơi, chất xịn vãi trưởng này, dưới 52 cân nhá, nó dính vào với nhau đấy. Dưới 52 cân cho em này, size M nhá, 120 mọi người ơi. Mã số em này là mã 548 này. Con trai á, họ thích kiểu đấy, có nghĩa là mặc lên rất là xinh nhá. Chắc là bạn nhìn thấy ai mặc rồi nên là nhất quyết phải lấy. Mỗi tội vợ không diện được cái loại đấy, vợ béo. Em này tiếp theo này, size S nhá, chất lanh này, xinh quá này. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. Em này ạ, dưới 50 cân này, 120 mọi người ơi, má là 531. 120 mã là 531 cho em nhá. Ủa vậy xinh quá này. Em này mọi người ơi, em đảm bảo mọi người luôn là mặc lên đẹp nhá. Em ơi, rút dây ra, chỉnh dây lại cho chị, nó đang bị rút, rút phía trước rồi. Rồi, tiếp theo này, chất lanh nhá mọi người ơi. Cái này các chị size 50 đến 55 cân, chất lanh nhá. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân này. 120 nhá mọi người nhá, má là 452. Ui xinh quá. Hàng thiết kế luôn nhá, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Con crop top này mà không lấy thì phí quá, đẹp cả chất, đẹp cả dáng này. 40 cân cho đến 50 cân nhá mọi người ơi. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. Rồi em này 120 mã số 10. Mọi người mặc kiểu nào cũng được, mọi người kẻ mặc kiểu này vẫn đẹp mà. Hở lưng. Ui em Hoa này đẹp chưa? 48 đến 52 53 cân nhá. Đó, xinh chưa? Số 10 cho chị Nguyễn Hằng. 48 đến 52 53 cân, dưới 53 cân nhá. Đâu ạ? Không bán đâu ạ. Nhắc kìa. Không phải đâu chị ạ. Dưới 53 cân 120 bán là 221. Dằn mặt có chủ đích à? Đây này, con này em nhìn thấy chưa? Này. Chắc đúng là cái cúc này nó phải đóng vào trong đây nhé. Cái cúc này nó phải đóng vào trong đây nhé. Đóng lại đi. Thế... nhiều lúc nó phải nhắc nhở khéo là anh còn có vấn đề gì tôi màu hồng đẹp chưa? Ui các bạn ơi, size dưới 52 cân quay đầu nhá. Giá xinh lắm. Dưới 52 cân, dưới 52 cân ạ. 120. Mã số em này là 562. Chẳng nhắc nhở chồng nhé, anh có ý thức cuộc sống tí. Thấy chưa, anh thấy được cái coi đấy, có ai chốt đâu. 200 chị mà không có chị nào chốt, chứng tỏ là cái gu đấy có vấn đề. 562 chị Trần Thị Nhung. Em này ạ, dưới 50 cân quay đầu nhé bạn nhé, chốt thô mà, dưới 50 cân này. 120 nhá, má là 839. 120 má 839 cho em nhé, đây cổ vuông này. Em này ạ, dưới 52 cân, xinh dã man luôn, cổ vuông nhá. Dưới 52 cân này, 120 ạ, mã số là 275, chất thô siêu mát. 120 mã số là 275 cho em nhé. Đây là một em cổ vuông, cổ tròn nhé. Hàng hãng của Velamod này, size các chị có cân nặng size 60. Rồi em này các chị có cân nặng size 57 đến 60 cân. 57 đến 60 cân nhé. Rồi em này ạ, chun chắc lắm, 120 mã là 289. 120 mã 289 cho em, con này không đẹp không lấy tiền luôn này mọi người. Hai bên có rút dây nhá mọi người ơi, mọi người đóng dây lại cho em, bởi vì bên em á làm vội bọn em cũng không chưa rút rồi. Eo đâu mọi người rút dây đấy được đấy ạ, hai lớp nhá mọi người nhá. Chắc đằng chỗ này à,
có hai lớp đó. Size S cho em nhé, chuẩn S ạ, chất màu đẹp quá. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã số 81. 120.000 mã số 81. Crop top màu vàng này mọi người ơi. Crop top này đơn giản nó size S thôi. Mắc đánh S thôi nhá. Rồi dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 120, mã là 264. 264 cho em nhé mọi người ơi. Đây là một em chất thô mát này. Dây lụa các kiểu luôn. Em này ạ, à, dây lụa size mát đánh size S luôn nhá. Hàng hãng xịn đấy ạ. À. Ôi mặc dễ chịu và rất đẹp luôn. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Ôi em này 120 mọi người ơi, 120.000 mã số 75. 120 mã số 75 cho em nhá. Đây là một em này chất đúng kiểu chất mùa hè luôn á. Chất này của nó hơi kiểu gần như là chất khó tả lắm, nó sẽ lai giữa đuối và voan ấy. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân tay chun này. 120 các bạn nhá. Mã là 253. 120 mã là 253 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo 75 cho chị Ly Nguyễn. Rồi, em này em lên cho mọi người. Ủi có một em voan này. Voan nhé mọi nhá. Dễ mặc lắm. Size là 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 120 mã là 285. 120.000 mã là 285 cho em nhé. Tiếp theo ạ, em này mà em V2 đúng là van này, size 36, size S cọc tay nhé. 50 cân quay đầu thôi. 40 50 cân dưới 50 cân nhé. 120 mã là 277. 120 mã là 277 cho em nhé. Đây. Em này mắc đánh size L cho em nhé mọi nhá. Em này các chị ạ, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhé, cọc tay dễ mặc này. 120 thôi, mã là 463. 120.000 mã là 463 cho em nhé. Số các bạn size S thì thôi, đình đám quá này. Hoa nhí nhỏ xinh nhá. Size S cho em dưới 50 cân. Chứng tỏ là gu gu của mấy cái ông này thích người trẻ lon. Trông kiểu mà lem ấy chị ạ. Đấy là mình thôi, mình cứ thích 163 chị Bình Thành. Nhiều lúc em trêu ở sau này ai à. Thôi không nói nữa không ạ. Size S dưới 50 cân là 120 mã là 274. Trời ơi, nói nhiều quá về tối ngủ ra lại không ngủ được chị ạ. 277 cho chị Trần Thị Lệ Thanh. Gu của chị em mình là có kiểu sao nhỉ? Nó trông nó đằm thắm ấy. Trông nó quyền lực ấy, trông nó quý phái chứ không phải trông kiểu baby cute. Size S dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 522 này. Trông nó có quyền lực riêng. Chị em mình này không có sức hút giống như các chị, các bạn trẻ nhưng mà lại có sức hút với các em trai ấy. Rồi em trai nó rất thích nhưng phụ nữ mà trông kiểu sang trọng có tiền ấy thì đấy. Đó, em này đúng không? Đúng à? Đấy, nhân viên thì em xác nhận rồi. Em này ạ, các chị có cân nặng size S cho em ạ, dưới 50 cân nhé, dưới 50 cân ạ. 120 mã là 316. Đấy nó đang ngồi nó đứng luôn đấy. La chapter này. Em này đơn giản, nó là công sở, lên form cực kỳ đẹp. Cái hàng này có thương hiệu rồi. Các quốc gia đều có nhé mọi nhá. Các quốc gia đều có cái hàng này luôn. Size 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 mã là 455. Thì mình đi vào. Ơi. Em này là một em ạ, chất len phối này, xinh quá này. S chuẩn thôi, dưới 50 cân. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá, len phối với voan này, 120, mã là 454 này, dễ mặc và đẹp, chín áo đấy. Mày quá nam lên tiếng nha chị. Ôi trời ơi, con này là một em voan lụa nhá mọi nhá. Rồi, em này các chị ạ, size 50 cân quay đầu, rất là xinh luôn. À, 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này, 120 thôi, mã là 385. 120 mã 385 nhá, ê ơi, con này xinh quá. Em này ạ, à, bà là một điệu tiểu thư, điệu đàm đấy con này thì. Màu xanh mát quá, size S ạ, à, dưới 50 cân. Dưới 50 cân nhá, 120, mã là 508. 120, mã là 508 cho em này. Đây nhá, cái con này mà 385 cho chị Phạm Thị Trang. Một em váy bánh cuốn này. Cái này nó sẽ lồng ở bên trong nhá mọi nhá. Ồ, mát đánh size S cho em. Nó sẽ có lồng, dây lồng ở bên trong size S nhá. 58 cho chị Bích Thủy Nguyễn. Size S nhé mọi người. Bán rồi ạ. Dưới 50 cân thôi.
dưới 50 cân mà em váy rất xinh này, đơn giản ạ. Dưới này 120 mã là 368. 120 là 368 cho em nhé. Con này đơn giản và đẹp thế này. Con này mọi người mặc kiểu gì cũng đẹp luôn ạ. Đó, chất này đúng là chất mùa hè luôn rồi. S và M cho em nhé. Dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá. Xinh quá này, 120 thôi. Mã là 468. 120 mã 468 cho em nhé. Mà em váy thô size S nhá, rất xinh này. Đó là kiểu váy sơ mi size S ấy, chỉ S thôi, dưới 50 cân nhá. 120 mọi người ơi, chất thô đấy ạ. Mã là 490. 120 mã 490 cho em nhé. Tiếp theo ạ. Rồi. Em này các chị ạ, 47 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân cho em này của Vương nhá. 120 mã là 457. 120.000 mã là 457 cho em nhé. Đây, em này là một em áo kiểu này. Này vì là cổ nó rất là khó thế nên là em phải ủa em này là 57 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Hàng hãng ấy mọi người. Con này ạ, dáng của nó rất xinh luôn ạ. Em này ạ, mặc theo kiểu rộng thi sai nhá. Cổ tròn là cổ đằng trước, còn cổ V là cổ đằng sau nhé mọi nhá. Đó, cổ tròn là cổ đằng trước này. Em này ạ, trông điệu đà, trông sang chảnh ấy. Trông bèo bèo ấy. Đấy, size S, size S nhá. Dưới 50 cân ạ, 120 thôi mọi người ơi. Mã số em này là 867 ạ. Cái gì? Tay bèo xanh cốm à, đây. Tay bèo xanh cốm mát đánh size S thôi mọi người nhá. Dưới 50 cân rồi. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120, mã là 473. Xinh quá này. Con này cũng xinh nhá. Mấy em này á, trông để đảm bảo mọi người mặc lên á, xinh mất người luôn. Size 48 đến 55 cân nhá. Xô tay của nó này. Tay của nó là tay kiểu rơi ấy, rất là đẹp luôn. 48 đến 55 cân nhá. Em này 120 thôi, mã là 422. Dưới 55 cân, 123 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Phương. Một em màu vàng, cache nhá. Em này các chị size L cho em này. Rất là mát luôn, trông cái màu mát dịu luôn. Em này các chị size 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 357. 120 và 357. Ui con này mới gọi là mát này. Đây này. Bởi vì nó có mát cái cổ nó vuông ấy, cho nên em cứ phải cho cái này lên trông nó hơi bị nhăn 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 ấy. Nhưng mà rất thô, mọi người mặc cái này thì đỉnh rồi. Em này các chị ạ, 48 đến 55 cân nhá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này. 120, mã là 336. 120 và 336 cho em nhá. Có con Uniqlo này à, lanh rất là đẹp, size S mà em chưa đóng cúc. Size S nhá, size S cho em này. Ừ, em này ạ, 50 cân quay đầu, màu rất xanh, dưới 50 cân nhá. Ừ, em này lấy mọi người 120, mã số 34 này. 120, mã số 34 cho em này. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Size S và M rất xinh luôn, chất thô nhá. S và M dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá. Ừ, em này 120 nha mọi người ơi, mã là 165. 120, mã là 165 cho em nhá. Chị nào thích sơ mi trắng đây ạ. Sơ mi trắng là một cái gì đó mà có thể chắc là trường tồn quá. 40 đến 50 cân. Dưới 50 cân nhá, dưới 50 cân này. Em này 120, mã là 590, rất xinh này. 120.000 mã số là 590 cho em nhá. Em này là một em cộc tay nhá, chất liệu nó là van cho em này. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân cộc tay nhá. 55 đến 60 cân này. 120, mã là 366. 120 và 366 ạ, chất thô này mới gọi là thô chứ. Em này S và M vai rơi nhá, tay phồng này. Dưới 55 cân nhá, 120.000 thôi ạ. Mã số là 351. 120 mã là 351 cho em nhá. Em này là một em áo của HM, chất vừa đẹp vừa mát luôn ạ. Em thề luôn á, em này các chị 48 48 đến 55 cân nhá, chất lành. Dưới 55 cân ạ, em này 120, mã là 599. Con tím phía sau. Cái này á. Từ lên con này trước nhá. Size M trước này, chất Lion nhá. Size M chất liệu Lion. 599 cho chị Ken. Lion nhá mọi người. Ừ. Em này là size 50 55 cân nhá. Lion siêu mát luôn này. Cái này mặc như em mặc cái này, 120 thôi. Mã số là 108. Con tím này đúng không ạ? Tím này size S nhá. Ồ, xinh quá. 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân nhá. 120 mã là 124. 120 mã là 124 cho em nhé. Trắng. Ôi mẹ ơi, xinh quá. 108 cho chị Hồng Trang. Size này các chị có cân nặng 48 đến 52 cân.
dưới 52 cân nhá. Ở 120.000 ạ. Mã số là 576. 120 mã là 576 cho em nhá. Đây là một em rất rất đẹp ạ. Chắc nó đẹp tuyệt vời luôn. Rất đẹp tuyệt vời luôn. Cái tay này thì là tay cho giới văn nghệ sĩ. Mọi người thích đi điệu đà đây. Có nghĩa là đi chơi sang chảnh thôi. Đó. 576 cho chị Hồng Trang. Chị mọi người cần những cái thể hiện sự quyền lực quý phái ạ. Size 40 nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ em tư vấn là 53-57 cân. Biệt vai nhá. 53-57 cân này, dưới 57 cân nhá. Rồi, em này chỉ đi quyền lực thôi nhá. 120, mã là 361. Sửa mã đi. Chị đang cười. Quyền lực của quyền lực em cười chi. Tiếp theo nhá, một em này ạ. Size các chị ủi đẹp chưa này. Chất liệu đó là tắc ta nhá mọi nhá. Ủi xinh quá này. Cái này cứ để nguyên đấy thôi. Cổ béo dây ngắn nên chị theo dõi đi chị ơi. Rồi, 57-60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 120, mã là 239 này. 120 mã 239 cho em nhé. 361 cho chị Chi Phạm. Rồi size S tiếp này. 50 cân quay đầu rồi, crop top 40 50 cân ạ. 120 mã số 55. Cổ bé tay ngắn à, cổ bé tay ngắn chắc phải đợi chiếu. 239 cho đẹp chị Suli Nguyễn. Size S dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 thôi ạ, mã số 53. 120.000 mã số 53 cho em nhé. Em này là một em á. Chất liệu của nó là chất xô ấy, một cái này. Ui, em váy 2 dây này đẹp quá này. Em này à, các chị có cân nặng size tầm từ chắc tầm 53 đến 57 cân. Đến đấy. Không, không được 53, 57 cân đâu, em xem lại nhé. Con này chắc chỉ 47, 50 cân này. 47, 50 cân nhá. Em này 120, váy 2 dây này. Đó, mã số em này là mã số 150. 150 cho em nhé. Em này trông đơn giản mà rất đẹp. Áo bố mặc bà rồi ạ. Trông đơn giản mà rất đẹp nhé. Size S thôi. 40-48 cân mọi người nhé. Đến đâu mọi người buộc đến đấy cho em. Đây, trông như này nào. Đơn giản mà rất đẹp. 40-48 cân nhé. 120. Mã số là 547 này. Đấy, để ra ra nó cứ rơi ấy. Ôi xinh quá, cái nó tốt này. S chuẩn. À, 50 cân quay đầu rất xinh mọi người nhá. Dưới 50 cân, dưới 50 cân thôi ạ. Ở em này lấy mọi người 120.000 nhá. Má là 531. Mặc kiểu gì cũng đẹp. Trong suốt này. Em này các chị có cân nặng size 55-60 cân nhá. Dễ mặc và rất xinh này. 55-60 cân, dưới 60 cân nhá. 120, mã là 779 nhá mọi nhá. Bánh mèo ơi. Các chị 50 cân quay đầu nhá mọi người ơi, xinh quá này. 50 cân quay đầu, cộng tay nhá, dưới 50 cân này. 120 thôi ạ, mã là 273. 120, mã là 273. Em này ạ, màu nâu nhá, size S cho em. Rất là đơn giản và dễ mặc, size chuẩn S thôi, dưới 50 cân. Rồi, 40, 50 cân, dưới 50 cân nhá. Bèo tay này, 120 ạ. Mã số em này là mã 156. 120.000 mã là 156 nhá. Đây là một em chất lành. Size này các chị size tầm 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân này, 120 mã là 297. 120 mã 297 cho em nhá. Rồi, em này là voan mọi người ơi. 48-53 cân. Dưới 53 cân nhá. 120 thôi mọi người ơi, mã là 155. Áo sọc à. Ok. Em này ạ, size S chuẩn thôi. 156 chốt. 50 chất thô nhá, dưới 50 cân này. Dưới 50 cân ạ, 120 mã là 159. Cọc tay dễ mặc này mọi người, chất lanh nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Cọc tay này. Rồi. Em này 120 mã số 51. 155 cho chị Trang Nguyễn. 120 mã số 51, cọc tay vai bèo này, màu kẻ hồng rất xinh ạ. 45 đến 50 cân nhá. Quá đẹp. 45-50 cân, dưới 50 cân nhá. 120.000 thôi, má là 109 này. 120, má là 109 cho em nhá. 50 chị Trang Phạm. Ôi các bà ơi, 50-55 cân này, vai bồng nhá. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá.
120.000 đâu mọi người ơi, 120 mã là 176. 120 mã là 176 cho em nhá. Xin chưa này. Cô Linh chỉ cho chị Linh Trương. Thôi này, các chị size S và M, dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân này. 120 ạ, à, mã là 691. 120 mã số là 691 cho em nhá. Em này là một em ạ, à, size tầm 50 đến 55 cân, rất dày, rất chắc này. Nguyễn. 50 55 cân ạ, à, 120 mã số là 210. 120.000 mã số là 210 cho em nhá. Màu hồng bèo nhá mọi người, size này các chị size 50 đến 55 cân. Bèo to cổ này. 50 đến 55 cân nhá. Em này 120 thôi ạ, à, mã số 65. 120.000 mã số 65 cho em. Chốt chị Việt Kiển. Cọc tay nhá mọi nhá. Cọc tay này các chị ạ, à, 47 đến 52 cân. 47 đến 52 cân nhá. Em lấy mọi người 120 mã số 99. 120 mã số 99 ạ. Voan nhá. Voan này các chị có cân nặng size tầm từ 60 đến 65 cân. 60 đến 65 cân nhá. Voan này 120 thôi ạ. Mã là 683. 120 mã 683 cho em này. Em này là một em voan tiếp nhá mọi người nhá. Hai lớp này, size này 55 đến 60 cân. Mắc đánh size L luôn nhá. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân cho em này. Em này em lấy một người 120, mã là 215, dễ mặc lắm. 120, mã là 215. Một em váy ấy thô nhá mọi nhá. Sơ mi sô. Váy sô này các chị size S và M là đẹp nhá. S và M dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá. Cổ tàu này, 120 mã số 59. Ôi, bèo xinh quá này. Chất của nó, chất thô size S nhá, hoa tím nhỏ xinh. Size S rồi, 50 cân quay đầu ạ, dưới 50 cân nhá. Rồi em này ạ, 120 mã số 66 này. 120 mã số 66 á. Một em váy thô nhá, size M phối với cốt tông rất đẹp luôn. Size M nhá mọi nhá. Size này các chị size tầm 48 đến 52 cân. Váy cốt tông kết hợp với sơ mi 48 đến 52 cân nhá. Rồi xinh chưa? 120 mã là 273. Dễ mặc á. Rồi em này lên cho em một lên sọc xanh nhá. Chị nào vừa hỏi sọc xanh thì lấy lên này. Xanh mát lắm, S và M dưới 55 cân thôi. Con này mặc cái kiểu dáng unisex giống em đang mặc thôi. Dưới 55 cân nhá. Em này 120.000 thôi. Mát lắm. Mã số em này là mã số 14. 120 mã số 14 cho em nhé mọi nhá. 120. Lên cho mọi người em này của áo của Mango nhá. Chất liệu là chất xô linen này. Em này của Mango nhá. 14 cho chị Adien. Rồi em này 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 mã là 423. 120, ôi lanh tiếp này, mát đánh size S nhá. Chất là rất là mát luôn, mặc dễ mặc và đẹp lắm. Size chuẩn S nhá. 27, dưới 50 cân. Dưới 50 cân nhá. Lanh này, 120, mã là 573. 120.000 mã là 573 cho em. 23 cho chị Dương Hướng. Rồi em này ạ. À. Em này các chị 55 đến 60 cân mới vừa nhá, size L cho em này. Ồ, 57 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 100.000 mã là 525 này. 100k mã là 525. Chị Thị Hoa Phạ. Ngoan nhá. Ngoan là cổ bèo. Rồi. Em này ạ, 47 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 537. Con này là chất của đục lỗ nhá. Là baby doll, dưới 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 209 ạ. 120 mã là 209 cho em nhé. Chất lanh nhé mọi người ơi. Em này có phối sẵn này. Em này ạ, 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhé. Rồi 120 thôi ạ. Mã số là 511 này. Sửa mã 511. Một em áo voan nhé. Bọn áo voan này thì hôm nay áo voan Korea của nó này thuộc dòng đỉnh chóp luôn. Em này các chị size 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhé. Em này 120 mã là 414 này. Em này size S tiếp này. Ôi, em này ạ, à, 50 cân quay đầu nhá, 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 503. 120.000 mã số là 503 cho em nhá. Tiếp theo. Em này là em chất lanh Phạm Huyền. Em này chất lanh cái gì size 50 đến 55 cân. Lanh màu hồng ở dưới 55 cân nhá. 120 mã là 394. 120 mã 394 ạ. Em bẹp vai này chất siêu chắc luôn mọi người ạ. Siêu chắc luôn nhé mọi người nhá. Em này S và M xinh lắm, cái chất của đẹp lắm. S và M nhá. Rồi 120. Linh Nguyễn. Tay 3 tầng luôn nhá, 120 mã số 49. 120 mã số 49 cho em nhá. Tiếp theo này. Em này các chị có cân nặng size S chuẩn nhá, chất lanh.
Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 thôi, mã là 419. 120 mã 419 đây. Hoàng Nghĩa. Ôi, em này chết rồi, big size rồi. Chị nào có cân nặng size tầm từ 65 đến 68 cân, dưới 68 cân nhá. Rồi 100 nghìn đi, mã số 27. Em này tay bồng nhiều nhất, size M cho em này, rất thô, siêu mát luôn. À, em này 50 đến 55 cân. 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. Thô này 120, mã là 516 này. 120 nghìn mã 516 cho em nhé. Ui các bà ơi, chất quá là đẹp luôn, size S nhá, màu trắng này. Dáng xinh quá. Chuẩn S nhá. Chuẩn S ạ, dưới 50 cân. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã là 505. 516 cho chị Nguyễn gái họ. Ôi, thô nhá mọi người ơi. Thô này các chị size 50 đến 55 cân cho em này. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 chất thô này, mã là 553. Mùa hè đến rồi. Rồi size S cho em nhá, xinh chưa? À, 50 cân quay đầu, dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120. Mã số em này là mã số 567. 120 mã 567 cho em nhá. Xinh chưa này? Eo chất thô này các bà, size S thì cứ gọi mặc mỹ mãn luôn. Chuẩn S nhá, dưới 50 cân nha mọi người ơi. Chị Hiền Vũ chốt sau đi chị ơi. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này 120 nghìn thôi ạ, mã là 565. 120, đây. Mấy em hàng hãng size XS đây. 40-48 cân nhá, rất xinh. 553 chị Tứ Mai Hồng. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 120, mã là 474 nhá. Màu đẹp quá. Rồi em này nhá, em này các chị size 48-55 cân, chất là lanh nhá. 48-55 cân nhá. 120 nghìn thôi ạ, mã là 269. 120, mã là 269 cho em nhé mọi nhá. 474 cho chị Đậu Đậu. Cà rốt tốt chất thô này. 50 cân quay đầu, 40-50 cân nhá. 120, mã là 826 nhá. Rất xinh luôn ạ. Em có một em áo van này nhá. Van này các chị size tầm từ 53 đến 57 cân, dưới 57 cân nhá. Em lấy một người 100 nghìn thôi. 100 nghìn mã là 263. Em này là một em chất thô nhá mọi nhá. 40-48 cân, xinh quá này. Phải bị xước nhẹ. Đây, em này đẹp chưa này. Lanh nhá. Thơm Nguyễn. Em này các chị 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, tay tầng này. 120 mã là 164 nhá. 120 mã số là 164 cho em ạ. Van đấy mọi người ơi. Con này mọi người phối cái gì xinh này. 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120 mã số 39 này. Em ơi, cọc tay nhá mọi người ơi. Dễ mặc quá này. Chất lanh nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 mã số là 176 này. 39 cho chị Đỗ Hiền. Em này các chị size S xinh luôn đấy. 40 cho đến 48 cân, dưới 48 cân nhá. Em này là 120 mọi người ơi. Mã là 16 cân. Chất thô mát chưa? Em ơi nhìn đây này. Cổ vuông nhá. Mẫu mặc không bán ạ. Cái gì? Thổ á. Quần thổ mọi người lên sức quần thổ ấy. Em này S và M nhá. S và M cho em dưới 55 cân này, đẹp chưa? 120 thôi ạ, mã là 314. Quần ấy mặc cho dễ chịu ấy mà. Mặc sẽ không đẹp đâu mọi người ạ, bởi vì mặc giống bọn Nhật ấy. Size S cho em này, mặc dáng trùm mông nhá, size chuẩn S cho em này. 50 cân quay đầu nhá, 40 đến 50 cân. Dưới 50 cân ạ, 120, mã là 937. 120 nghìn mà là 937 nhá. Đây em này size M này, các chị size 50-55 cân nhá. Bạn tiếp theo lên ạ. 50-55 cân nhá. Còn em này 120 thôi ạ, mã là 395. Ôi size M chất lanh này. Ui xinh quá. Áo kiểu nhá, size M nhá. Em này 48-52-53 cân, dưới 53 cân này. 120 ạ, mã là 349 ạ. Đấy, nói tí là đã thấy căng thẳng rồi. Em này các chị size 55 cân quay đầu có lốt tốt này. Chị Trang Phạm. Năm mươi lăm cân quay đầu nhá, 120 này, mã là 529 nhá. 120 mã số là 529 cho em này. Lên cho người một em size M nhá, áo kiểu bạn tiếp theo hết. Nguyên đạo. Size M nhá mọi nhá. 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, size M họ tiếp theo này. 120 nghìn thôi, mã số 82, chất thô siêu mát ạ.
120 mã số 82. Em này các chị có cân, ôi đẹp chưa? Chị nào 60-65 cân nhé. Chất loan họa tiết nổi này, 60-65 cân, dưới 65 cân nhé. 120.000 thôi, má là 116 nhé. 120, má là 116 cho em. 82 cho chị kem. Mấy máu của Seoul nhá. Chất của nó đúng là chất mùa hè luôn ạ. Chuẩn S dưới 50 cân thôi. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này à, 120, má số là 247. 120 má là 247 em. 116 cho chị Thảo Nguyễn. Đây, con này là một em ạ, size 45 đến 50 cân nhá. Khóa kéo trước này, chất co giãn sướng lắm. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120. Bẹt vai ạ, 120.000 nhá. Má là 100. 120 má số 100 cho em nhá. Em lên chụp em lanh nhá. Lanh này size S thôi. Rồi, 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân, dưới 50 cân này. 120.000 thôi, má là 361. 120 má là 361 cho em nhá. Cổ vuông nhá, size M. 50 đến 55 cân xinh quá. Mát ơi mát. Thôi. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân này. Em lấy một người 120.000 nhá. 120 má là 424 xinh quá. 120 má là 424 cho em nhá. Đây chất mùa hè xịn đây này. Em này ML cho em nhá. ML chất lanh siêu mát luôn ạ. 424 cho chị Trang phải. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 120 ạ, má là 545. 120 má là 545 cho em nhá. Baby doll này. Em này ạ, phần trên của nó là chất thun mát nhá. Dưới này là chất kiểu chất gì ấy, chất là vẫn chất mùa hè cánh rơi nhá. Em này các chị size 60 cân quay đầu. 50 đến 60 cân nhá. 120 má là 403 baby doll này. 120 má là 403 cho em nhá. Tiếp theo. Đây, chất mát. Được mã nào sẽ được đọc tên và được inbox về máy đi chị. Em này các chị size chuẩn S cho em nhá. Màu vàng mơ. Dưới 50 cân, dưới 50 cân ạ. 120 má là 2296. 120 má 296 cho em nhá. Em này dáng unisex này, ai cũng có thể mặc được. 50 đến 60 cân nhá, chất như gì giả jean giấy á. 50 đến 60 cân nhá. 120 má là 518. 120.000 má 518 cho em này, đục lỗ hết mọi người nhá. Áo đục lỗ này thì xinh quá. Em này các chị ạ, 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Đục lỗ hết này, 120. Mã số em này là mã số 374. 120 mã 374 cho em nhá. Size 40 48 cân nhá, dây này. Váy hai dây thô. 40 48 cân, dưới 48 cân ạ, 120. Mã số em này là 438. Ui đẹp chưa này. 374 cho chị Nguyễn Đặng Minh. Em này các chị ạ, cúc kiểu hai chiều 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này 120 thôi, mã số là 464. Đây là một em sơ mi. 438 cho chị Dương Hương. Váy sơ mi nhá mọi nhá. Em này ạ. Mọi người mặc xong mọi người buộc đai vào như này này. Em này các chị size ML 464 cho chị 10 Vũ. 50 đến 60 cân đều mặc được nhá. Đằng sau mọi người. Một dây cho em nhé. 50 60 cân này. 50 60 cân nhá. 120 mã số là 462. Ôi đẹp quá này. Em này các chị 60 65 cân cho em nhé. 60 65 cân, dưới 65 cân nhá. 120 thôi mọi người ơi. Mã là 446. 120 mã là 446 cho em nhé. Đây là mấy em áo van 2 lớp. Các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá, Sophie Bon này. 55 đến 60 cân nhá. Em này 120 mã là 557. Ui con bé thô này thì quá đỉnh, cái là size M ơi. Đỉnh rồi, 48 đến 52 cân nhá mọi người ơi. Size M. 456 cho chị Du Hoàng. 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, 120 mã là 376. 120. Đuổi. Đây là tác phẩm của anh Tần Lá, cái sợ nó bị rơi rồi. Cắt cắt cái gì cái dây. Bó tay rồi. À, size S cho em nhá, xinh xuất sắc luôn, chuẩn S ơi. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này, chất lanh nhá, dưới 50 cân này. 120 thôi, má là 519. Bó tay luôn á. Sáng tạo gớm. Em này ạ. À, ôi, em này ạ, à, size S chuẩn đó mọi người nhá. Này, gen phối rất đẹp luôn.
50 cân quay đầu mọi người ơi, dưới 50 cân này. 519 cho chị 2 pha. Dưới 50 cân nhá. Em này 120 thôi, má là 352. Đây em này đẹp chưa? Em này các chị ạ, 45-50 cân nhá. Đấy cứ trèo mắc lên là hỏng ghéo à. Dưới 50 cân nhá. 120 mã số 90. 120.000 mã số 90 cho em nhá. Con này không đẹp em không lấy tiền luôn. 352 cho chị Nguyễn Hiền. Em này các bà 50-55 cân nhá. Siêu đẹp luôn. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. Rồi lấy 100.000 thôi. Má là 571 cho em này. Đơn giản rất này. Một cam. Cam này các chị có cân nặng size tầm 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. Rồi 120, má là 418. 571 cho chị Nguyễn Minh. Ồ chất thô này đúng là thô đỉnh luôn này. F và M nhá. Này, chất thô đùa nó đúng là chất kiểu xô mát luôn. F, M dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120, má là 439. 120 là 439 nha em nhá. 418 cho chị Thủy Bích. Em này là mà lệch vai nhá. Lệch vai này, chỗ này có cúc này. Mọi người có thể xẻ sâu đến đâu thì tùy mọi người mở cúc nhá. Rồi em này là F và M 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120.000 thôi. Mã số em này là 524 này. Lệch vai nhá. Rồi size lào sắt lách này, lấy 100.000 nhá. Em này các chị 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhá. 100.000, mã là 581. 100k mã 581 cho em này. Ui, size M các bà ơi. Xinh quá, 48 đến 52 cân nhá. Mê luôn ạ. 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 120.000 thôi ạ. Mã là 331. 120 mã là 331 cho em nhá. Một em là sơ mi thô này. Sơ mi thô nhá mọi người, size S chuẩn thôi. 50 cân quay đầu, chất kiểu như kaki mọi người. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 120 mã là 533. 120.000 mã là 533 cho em nhé. Ôi em này ạ. Xinh chưa? À em này các chị size 50 đến 55 cân nhá. Xinh quá này. 533 cho 50 đến 55 cân nhá. Em này 120. Mã số em này là 432. 120.000 mã 432 nhá. Ôi em này lấy một người 100 nhá. Em này ạ, size này ạ, 48 đến 55 cân nhá. 100.000 thôi, mã số 74. 100k mã số 74 cho em nhá. 331 cho chị Phạm Thường. Em này là một em váy sơ mi kiểu nhá, size S, váy sơ mi ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. Em này 120 ạ, mã là 861. 120 size S nhá, mã là 861 cho em này. Cọc tay á. Phạm Thường anh muốn inbox số này chỉ đi ạ. Cọc tay nhá. Em này các chị size 50 đến 55 cân. 50 đến 55 cân nhá. 120.000 thôi mọi người ơi. Mã số là 203. 120 mã là 203. Bánh bèo này chị nào thích cổ bèo à. Size SM mà ok này, chất thô nhá. Cọc tay cổ bèo. SM mặc đẹp nhá. Em này 120 thôi. Mã số là 165 này, xinh quá này. 120 mã là 165. Em này là một em sơ mi đổi màu nhá. Cọc tay này. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 mã là 148. 100k mã là 148 cho em nhé. Em này là một em sơ mi mà giả của nó là số nhiều giả kiểu chất các cái. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 120 ạ. Mã số em này là 199. Làm nhanh nhẹn thật. Chị được đăng dưới cho cái tưởng trong đầu. Size S cho em ạ, 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100.000, mã là 292. Ui bà nào được con này đẹp quá. Con này mặc lên không đẹp, không dám lấy tiền luôn. S và M nhá mọi ơi. Xinh chưa? Ui xinh quá. S và M nhá. Em này lấy một người 100 nhá. Mã số là 142 này, xinh em quá. Em hàng CEO chuyển chị ơi. 100.000, mã là 142. Một em này là size M nhá mọi nhá. Rồi 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá.
Em này là 120. 120 mã là 25254. 120 mã là 254 cho em. Kẻ này nhá. Em này các chị ạ, à, size 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. 100.000 mã là 149. 100k mã là 149 nhá. Wow, em váy á, rất là đẹp luôn. Size này 48 đến 52 53 cân dễ mặc lắm. Ồ dưới 53 cân nhá. Ồ 120 ạ. À. Váy như váy phông ấy, mã số 71. 120 mã số 71 cho em nhá. Chất này là chất lanh cho em nhá. Ồ, 48 đến 52 53 cân thôi mọi người ơi. 48 đến 52 53 cân dưới 53 cân nhá. Em lấy 100.000 mã số 93. Rất xinh. Này đẹp quá mà bị rụng hạt rồi. Cổ đầy hạt luôn nhưng mà giặt xong tan hết hạt. Chả hiểu sao luôn. Ui cái này các chị 63 65 cân con váy ren này quá đẹp luôn này. Đúng rồi. 63 65 cân dưới 65 cân nhá, em lấy 100.000 thôi. Má là 539 anh em. Cùng hợp với các chị á. Lanh nhá mọi người ơi. Lanh này mọi người cứ thả xuống được ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, đuôi bèo này. Em này 120, mã là 123. 120 mã 123 anh em nhá. Cái này ạ. À. Ui. Các bà ơi, cái này nó là baby doll ấy. Em này các chị size 48 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá, dưới 52 cân này, cái này là che bắp tay ấy. Em này ạ, à, 100.000 ấy, mã là 117. 100k mã 117 ạ. À. Em này chắc con gái là chị làm vừa chứ mình nó sao vừa. Váy thô ấy. Này thì bé con nhà chị là 40 45 cân. 40 45 cân các con, dưới 45 cân nhá. 100.000 mã là 166. 100k mã 166 cho em nhé. Em này còn một con này. Em này các chị phải có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. Lấy 100.000 đi. Lấy con tím cho mình đi. 100.000 dưới 60 cân nhé, 100.000 mã số 10 này. Con kia là size mòn này, size L. Lanh 166 cho chị Tiểu Linh. 55 đến 60 cân tiếp này, dưới 60 cân nhé. Em này 100.000 đi, mã là 128. Số 10 cho chị Ken Ken. 100.000 mã 128 cho em này. Ui bà, con này đẹp quá. Con này mọi người có thể mặc kiểu gì cũng xinh nhá. Size S thôi mọi người ơi, chuẩn S thôi. Chuẩn S thôi. Đỉnh lắm. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 120, mã số là 53 cho 1 nam nhá. Hôm trước chị vào Facebook của em chị thấy để ta ảnh gái. Trời ơi, ta thề luôn, ta bỏ chết vậy thằng này ôi ơi bạn gái. Nhưng mà không, nó là để ảnh nó nhưng mà nó thêm sắp ra đâu. Giật mình. Mày bí bách quá hả Nam ơi. Đuôi này mọi người ơi, đẹp chưa? Đuôi đuôi nhá. Chỗ này của nó có dây của nó. Đi chơi vẫn còn đâu với vàng đấy ạ. Ôi các bà ơi, đuối đuối này, đỉnh luôn, 48 đến 52 cân nhá, đuối đuối. Dưới 52 cân này, 120 mọi người ơi, mã là 154 nhá. 120 mã 154 cho em này. 48 đến 55 cân nhá, đẹp chưa? 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, 120 mã là 421. 120 mã là 421 cho em nhá. Váy thô nhá mọi người ơi, đẹp quá. Hôm nay mời chị Linh Trương. Ui đẹp quá bà ơi. Trời ơi chiên cho bà con này 100.000 tao. Ngất ngây à. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 100.000 mã là 695, quá đẹp luôn. Đây đây này. Size M nhá mọi nhá. Eo đâu mọi người rút ở đấy cho em. Mọi người có thể rút eo được ấy. Dây rút thoải mái luôn á. Size M nhá. Rồi còn một ít em chiên lốt 100.000 và chúng ta sẽ. Ô mọi người đi đâu hết rồi, sao còn 150 mét này. Dưới 55 cân nhá. Em này lấy mọi người 100.000 mã là 206 này. Mọi người đi đâu hết cả rồi. Sao tự nhiên đấy? Hay là mất tín hiệu mà sao tự nhiên mắc tụt sâu ấy. Đây. Size S tiếp này. 206 cho chị Tuấn Huy. Rồi em này size S nhá. Vai bồng nhá, cổ vuông ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này
này đấy mọi người, là 100.000 mã là 234 này. 100k mã 234 cho em này. Sơ mi kẻ nhá, cọc tay. Ồ, em này là 48 đến 55 cân nhá, vai rơi. 48 đến 55 cân nhá. Em lấy 100.000 mã là 306 này. Xinh mất người. Váy này. 40 cho em 50 cân nhá. 40 là 48 cân. 40 là 48 cân, rồi 48 cân nhá. 100.000 mã là 255 này. Có một ít. Áo dài kia xem đi nào. Áo dài nào? Màu nào? 48 đẹp chưa? 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. Rồi em lấy 100.000 mã là 207 này, xinh quá. Áo dài nào chị? Đẹp quá này. Em này 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em lấy 100.000 thôi. 100.000 ạ. Mã là 397. 207 cho chị Trang Nguyễn. Ôi có bà nào hở eo này mọi người ơi. Con này thế có bà nào chị được không? Chịu thôi. Ôi đẹp chưa, đẹp chưa? Váy thô à, áo sơ mi thô này thì đúng là đỉnh luôn, size M nhá. Em này các chị size 50 55 cân. Hàng hàng xịn luôn này. 50 55 cân, dưới 55 cân nhá. 100.000 mã là 336. 397 cho chị 23. Đây, đây là một item mà em bán đảm bảo mọi người luôn, em bán 100.000 mọi người phải lấy ngay, rất xinh, rất xinh. Size M cho em, size M nhá. 48 đến 55 cân này. Em lấy mọi người 1 lít thôi, mã là 110. 100.000 mã 110. Baby doll này các chị 50 cân quay đầu nhá. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân ạ. Baby doll này 100.000 thôi ạ. Mã số là 178. Ôi xinh thế. Em ơi. 47 đến 52 cân nhá. Dưới 52 cân ạ. 100.000 mã số em này là 684. 100k mã 684 ạ. Size S nhá. 50 cân quay đầu mọi người ơi. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 100.000 mã là 491. Ui này. Cái này các chị size 50 đến 55 cân, size M rất mát luôn. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Chất siêu mát luôn ạ. 100.000, 100.000 thôi, mã là 140. Chị làm được con sơ mi này đẹp quá này. Size M cho em nhé. Cái tay của nó rất xinh luôn. Tay M nhá. Em này các chị size 50 đến 55 cân này. 50 đến 55 cân nhá. Con này bị xước một hai sợi chỗ này. Rồi, em lấy 50 luôn đi. Xước một hai sợi không ảnh hưởng nhau. 50.000 thôi, mã là 182. Váy thô nhá. Váy thô này các chị ở 48 đến 52 cân này. Eo đâu rút đấy cho em nhá. Dưới 52 cân nhá. Rồi, 100.000 thôi mọi người ơi. Mã là 288. 100k mã là 288. Chị Thảo Nguyễn. Thắt quá à. Ui các bà ơi, con sơ mi thô này nhức cái lách tôi. Size M. Tay rơi nhá, chất mát chưa? 50 55 cân này. 120 thôi mọi người ơi, 120 à 100 đi. Mã là 422 xinh quá. 100.000 mã là 422. 100k mã là 422 nhá. Đây em này có một em size 50 cân quay đầu nhá, dây rút này. 50 cân quay đầu nhá. 47 đến 50 cân, dưới 50 cân này. Em lấy mọi người 100.000 mã là 221. Váy thô này không đẹp không lấy tiền luôn, mặc xinh lắm. S và M nhá. Chất thô nó như này này mọi người này. S và M, S và M, S và M dưới 55 cân nhá. Em lấy mọi người giá 100.000 luôn, mã là 137. Xinh lắm. Đây. 40 cho đến 50 cân nhá, xinh dã man luôn này. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá, dưới 50 cân ạ. 100.000 thôi này, mã là 306, lên luôn lên luôn. 100k mã là 306 cho em nhá. Size này các chị 48 đến 55 cân. Đẹp quá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 100.000 mã là 291 này. Những con này mọi người không lấy. Tiếc lắm luôn. Đây này. Các chị size L nhá. Bộ cúc của nó cũng đỉnh luôn ấy. Chất thô mát nhá mọi người. 55 đến 60 cân nhá. Xinh quá này. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Màu đẹp ạ. Màu đẹp lắm. 100.000 chất thô này. Mã là 258. 100k mã 258 cho em nhá. Đây, size XS 40-48 cân nhá. XS này. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 100.000 thôi, mã số 73. 100k mã số 73 cho em nhá. Áo của Yuli này. Áo Yuli size S nhá.
to mặc lên như thạch luôn, lấy 100.000 thôi. Áo Uniqlo size S dáng basic nhá. 100.000 thôi, 100.000 nhá. Mã số em này là mã 34 này. Đã em tí nhỉ, tao không cứ rồi. Ui mẹ ơi, con size S này thì đỉnh của chót luôn. Cái nơ mọi người để trước để sau đều xinh nhá. Sao nó lại xinh thế nhỉ? Nhưng mà cái nơ mọi người để sau sẽ xinh hơn. 34 cho chị Nguyễn Eric. Size S rồi, 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Rồi em này em lấy mọi người 100.000 bán là 214 này. Con này xinh quá. Em này các chị 48 đến 52 cân nhá, đảm bảo đẹp luôn, cái chun này rất chắc luôn ạ. Phần ly trên set rất là đẹp. Size S là dưới 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này là 100.000 rồi, vai bồng này, mã là 104. Rồi đẹp chưa này? 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này với mọi người 100.000 thôi, má là 204, rất xinh. Đây đây này, ôi. Bà nào hãy tin em đi, size S chuẩn thôi. Cái chun này mọi người bẹt vạn được mà lên vạn được, rất đẹp. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá, 100.000 thôi này, xinh quá, mã số 58. Lên lên, lên lên. Mà linh tư cho chị Thắm Phạm. Ôi em tô này thì quá đỉnh luôn, vai tay bồng nhá mọi nhá. Size này dưới 52 cân cho em này. 52 cân quay đầu dưới 52 cân nhá, tay bồng ạ. À, cổ bèo ạ, à, 100.000 má là 266. 100k má là 266 cho em nhé. Cân chất lanh này. 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em lấy mọi người 100.000 má số 17. Cái này size L ạ, các chị 57 60 cân nhá, xanh cốm. 57 60 cân nhá, 100.000 thôi. Mã số em này là mã số 290. 100k, ui một tím này quá đẹp luôn này. Size này các chị 50 55 cân nhá. Dây lụa còn nguyên. Size M cho em nhá. Đúng rồi đấy. 50 đến 55 cân nhá. Đỉnh quá này. Thô. 50 đến 55 cân nhá. 100.000 mã số 23. 100k mã số 23. 290 của chị Du Hoàng. Ừ. Em này các chị size 50 đến 55 cân nhá. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân ạ. 100.000 thôi, mã là 194. Xinh. Du Hoàng cái mới đâu luôn địa chỉ đấy ạ. Em này 50 cân quay đầu thôi mọi người nhá. 50 cân quay đầu dưới 50 cân này. Crop top nhá. 100.000 mã là 322. Mã 94 cho chị Tuyết Nguyễn. Em này à 48 đến 52 53 cân nhá. 48 52 53 cân này. Em này 100.000 thôi, mã là 114. Con váy này em đảm bảo mọi người mặc lên là xịn này rồi. Em đã bảo mọi người đẹp, mọi người không có tin. Đó là hàng hãng mà, size 32 nhá. Mọi nhìn chưa? Em ơi, đỉnh của chóp luôn. Những cái áo đợi váy đơn giản này mặc lên không thể đẹp hơn được. 40-48 cân nhá. 40-48 cân này. Em lấy 100.000 má là 245. Mặc lên chỉ có nhức cái lách luôn. Đẹp form cực kỳ luôn. Em này ạ, à, thô, size M, phối với voan kính nhá. Xinh quá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này ạ, à, em lấy mọi người mức giá của nó là em này em lấy mọi người 100.000 nhá, mã số 70. Ô, tóc mình đã dài cũng buộc này rồi. Em mọi người mất tiền tóc rồi. Nhìn vào like mà không nghĩ là đấy là tóc của mình đâu, nhìn nghĩ như mình tóc ngắn. 245 cho chị Trần Thị Lệ Thanh. Rồi, 48 đến 55 cân nhá, xinh chưa? 48 đến 55 cân cho em này. Em lấy 100.000 má là 685. 100k mã 685, màu tím nhá, còn mạc luôn này. Size S, size S thôi. Chị Trang Phạm. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 mã là 124. 100k mã là 124, xinh chưa? 47 đến 50 cân nhá. 47 đến 50 cân, dưới 50 cân ạ. 100.000 mã số 55. 100k mã số 55. Thì ôi toàn con xinh ơi, chất thô này các bạn không lấy thì tiếc lắm luôn ấy. 45 đến 50 cân. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. 100.000 cho mọi người xinh này. Mã số 53. 100.000 mã số 53. Quá là ngất ơi. Con váy này có bạn nào thích không? Với con váy này phải treo dây rồi. Ít người có thể mặc được giấy mà. Đây con váy này cũng đẹp luôn này. Con váy này nhá, mọi người eo đâu mọi người mượn đến đấy cho em. 53 cho chị Suli Nguyễn. Váy này các chị size S rồi, chất đẹp lắm. 40 cho đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100.000,
Mã số là 547. Hai lớp luôn này. 100.000 mã 547 size S nhá. Mặc ở đâu thì cái này yếm lên đấy á. Cái này này. Hai lớp đấy, 100.000 mã 547, con váy đỏ rất đẹp luôn. Đẹp vai nhá. Đẹp vai crop top ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này đấy mọi người là 100.000 thôi. Mã là 551 hoa. Váy sơ mi thơ. Em này ạ, 40 cho đến 50 cân cho em ạ. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Sơ mi thơ này 100.000 thôi, mã là 158. 551 số chị Hoàng Nghĩa. Chào mình chào ạ, sơ mi kẻ sọc xanh sau lưng rồi ạ. Kẻ sọc xanh sau lưng. Ok, nhìn thấy rồi. Em này các chị size 50 cho đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100.000 mã là 197. Nó là không phải là áo kẻ sọc xanh sau lưng mà nó là váy nhá. Váy sơ mi thơ ạ. Em này các chị 50, 55 cân, dưới 55 cân này. 100.000 mã số 59. 100k mã số 59 cho em nhé. Chốt chị Hà Phương. Rồi em này các chị 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100.000 thôi ạ. Mã số này là mã số 65. 100k mã số 65 cho em này. Ôi mọi người con thô này em bảo mọi người lấy đi mà chất đẹp dã man. Chất nó nhẹ lắm ạ. Size S nhá, mặc xinh lắm. 50 cân quay đầu dưới 50 cân này. 100.000 thôi. Mã số 66. 100k mã số 66. Em này ạ, size các chị có cân nặng tầm từ 63 đến 66 67 cân. Dưới 67 cân nhá. Em này 100.000 thôi, mã là 683. 100k mã 683 cho em này. Con này với em váy này các chị size 50 60 cân nhá. Mặc đến đâu chiếc eo đấy cho em. 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. Con này quá phinh. Dưới 60 cân nhá. Em này ạ, 100.000 thôi, mã là 462 này. Mặc đến đâu mọi người đóng dây giống dây đấy cho em. 462 váy sơ mi nhá. Váy sơ mi dài hai. 50 cân quay đầu mọi người ơi. 40, 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 100.000, mã là 296 này. Con này xinh quá này mọi người, chất dù nó là chất thô đũi nhá. Thô đũi cho em này. Cho em chiếm nhá. Áo mẫu mặc vào thôi ạ. Áo thô đũi cho em nhá. Kéo ơi phê luôn đấy. Em là mò dưới 52 cân, dưới 52 cân này. Em này ạ, 100.000 thôi, mã là 903. 100k mã là 903 nhá. Đẹp luôn đấy. Không, đây là một em váy size XL nhá. Nó có hãng luôn này. Váy size XL nhá. Em ơi, anh bảo anh cần làm này. Cái váy này. Cái phạt của nó y xì như này, bên này nó đã bẻ như này rồi. Không là vào trong để nó trông nó hỏng rồi cái form ấy. Con máy thì rõ là đẹp luôn này. Cái ly của nó như bên này nó gập như này rồi, bên này không gập này. Khách lại tưởng máy lỗi. Thật. Em cứ bán nhé, sau mai em bảo bạn ra. Chán đấy. 57, 63 cân nhá. Có chất thì bao đẹp luôn đấy. Chất xịn luôn đấy. Em này em lấy 100.000 mã là 367 nhá. Lên cho sơ mi xanh ở trên sau đi ạ. Sơ mi xanh á. Con này thôi, con kia thì nó mất dây rồi các bạn ạ. Em này các chị 60, 65 cân nhá. 60, 65 cân, dưới 65 cân nhá. Em lấy một người mức giá 100.000 thôi. Mã số em này là mã số 785 này. Mọi người lấy con này đi. Con này của HM đấy, size 34 nhá. Dây lụa này. Xinh quá này. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 50 cân thôi mọi người ơi. 50 cân quay đầu ạ. Em này 100.000, mã là 152. 185 cho chị Hải Nguyễn. Sơ mi thô đuối này mọi người ơi. Size này các chị 50 60 cân nhá. Thô đuối này. 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 120 mọi người ơi. Mã số là 545 120. Mã là 545. Đây mọi người ơi, để lấy con lanh này nhá. Lanh này rất xinh. S thôi mọi người ạ. S nhá. Đằng sau là máy chắc lắm. 50 cân quay đầu thôi. 40 50 cân nhá. Em này 100.000, mã là 361 chân lanh nhá. 100.000 mã là 361 cho em này. 545 với chị Hà Phương. Size S cho em nhé. Chuẩn S, chuẩn S ạ. À. Kéo khóa nhé, chuẩn S cho em này. Em này em lấy mọi người có giá 100.000 thôi.
100.000 nhá. Mã số 100 luôn. 100.000 mã số 100. Con này mọi người lấy đi này, em cam kết mọi người xịn luôn đấy. Hot girl tì tì của Hàn Quốc toàn mặc cái này thôi. 52 cân quay đầu nhá, dưới 52 cân của Seoul này. 100.000 chất mát lắm. Mã là 247. 100k mã là 247 cho em nhá. Size S này. Dáng chùm mông ấy, 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá, dưới 50 cân này. 100.000 mã là 937. Đây mọi người lấy con này đi này. Ôi sao lại còn con này đây đây. Các bạn nào vào sau thì được con này xoát khe này, lọt khe này. Màu vàng mơ nhá, size S cho em ạ, có cúc dự phòng không? 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. Em này ạ, 100.000 thôi, mã số 48 nhá. 100k mã số 48 cho em này. Đây này. Xinh dã man luôn. Ủa còn chưa cắt xiết luôn này. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy không? Size này 48 đến 47 50 cân nhá, rất đẹp luôn. 47 đến 50 cân nhá, đục lỗ à gì à, theo hết này. 100.000 thôi, mã là 236. Thô mát như thạch luôn. Size này các chị 50 cân quay đầu tiếp này, size S nhá. Chỗ này của nó là chất kiểu như là chất dạ mỏng ấy. Size S ạ. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 100.000 mã là 408. 100k mã là 408 cho em nhá. Chất thô này, trông như những cái bọn áo của Hàn Quốc ấy. Dưới 52 cân nhá, rút eo được mọi người đấy, để nguyên đấy thôi. Dưới 52 cân nhá. Em này 100.000 mã số 83. 40 cho đến 48 cân này. Con này hơi bị bẩn chút. Lanh nhé mọi người ơi. Lanh lanh ạ, à, size S cho em nhá. 50 cân quay đầu rồi. 40, 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 thôi, má là 565 này. Đây con trắng này chất đẹp chưa các bà ơi. Mặc lên thì cũng mê thôi. Sơ mi thô trắng nhá. Chuẩn S cho em này. Chuẩn S nhá. 50 cân quay đầu dưới 50 cân ạ. 100.000 mã là 505. 100k mã số 505 này. Chất lanh này. 50 cân quay đầu với mọi người ơi. 40 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân này. Xinh chưa? 100.000 thôi mọi người ơi. 100.000 nhá. Mã số là 419. 100k mã 419 cho em này. Dài tay, dài tay. Buồn tao ra cho chị Trần Hà. 50 cân quay đầu. 40, 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này ạ, 100.000 mã là 503. Anh hiểu anh gì cả. Anh rõ như là. Quan lý. Em này ạ, à, 55 cân quay đầu mọi người ơi, dễ mặc chưa? 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá, em này 100.000 thôi à, má là 511. Con 65 với chị Anh Phi. Đây các bạn lấy con size L đi này, tôi đảm bảo đẹp nhá. Đảm bảo đẹp ạ, phần cổ nó rất xinh luôn này. Nhìn chưa? Đấy, tay này. Ôi. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này em lấy mọi người 100.000 mã số 90. Xinh quá à. 100k mã số 90 nha anh này. Ôi các bà ơi, size E dưới 52 cân thôi. Rồi, 47 đến 52 cân nhá. Xinh lắm nha. Dưới 52 cân nhá mọi người ơi, chất đẹp. À, có con trắng nào không? Ủi bà Thảo Quân ơi, hôm nào con trắng này vào số trắng ấy, đợt tới sẽ có một số trắng rất là đẹp đấy nhá. Dưới 52 cân nhá. Em này ạ, à, mức giá 100.000 thôi. Mã là 537 này. 100.000 mã 537 này. Sơ mi trắng thì đỉnh rồi. Ui này các bà ơi, đẹp dã man luôn. Ở đây nhá, nó sẽ có cái cúc ở đây này. Để mọi người đóng vào trong này nhá. Trong bên ngoài này mọi người. Mọi em ơi, chị Thu Minh. Ui, chỗ này thì có cái cúc để mọi người đóng. Ừ. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. Em này 100.000 em váy hay hơn, 100.000 chất thô nhá. Má là 181. 100.000 má là 181. Áo đỏ hả? Áo đỏ này big size nhá. Áo đỏ này size to chị ạ. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 65 đến 70 cân, dưới 70 cân nhá.
100.000 mã số 27. Rồi. Con này đẹp quá ơi. S và M nhá mọi người này, gen nó dập đẹp chưa? S và M nhá. Em này ạ, 55 cân quay đầu dưới 55 cân nhá. Đẹp chưa? 100.000 thôi mọi người ơi. Mã là 318 nhá. 100.000 mã 318 đây này. Size S lấy con này thì không thể là một cưỡng lại được luôn. Chuẩn S thôi mọi người ơi, cúc bọc nhá. 50 cân quay đầu thôi. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. 100.000 thôi. Mã số là 570 này. Chị nào ạ, size L một cọc tay lấy con này ạ. 55 đến 60 cân cho em nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100.000 mã là 366. Tiếp theo, em này là một em size L này. 570 cho chị Ngọc Mai. 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 100.000 thôi, mã là 357. Chị nào lấy con này này. Em này nhá, là một em chất của nó là chất sô. Theo ở trên nhá, sô nhá. Chân váy mấy nữa nhá mọi nhá. Đó. Em này các chị size tầm 47 đến 52 cân. Buổi tối nào em chị like một chủ đề thôi. Đó, dưới 52 cân rất xinh. 357. 100.000, mã là 341. Ê ơi các bạn ơi, chất format size S này, hàng gói lì phải. Size S nhá, chồng bị mãn chưa? 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 thôi, mã là 490. Một em áo sơ mi kiểu nhá, em này thì đúng kiểu form Hàn luôn. S và M nhá, rút eo bên cạnh này, đẹp lắm. Dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 100.000, mã là 468. Xếp 2 để em chốt rồi ạ. 100.000 mã 468 cho em này. Em này là của La Chapter này. Em này các chị size L nhá. Rồi, em này các chị 55 đến 60 cân ạ, lên form đẹp quá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100.000 thôi, mã là 455. 100k mã là 455. Con thô size S này các bạn lên nhanh luôn này. Có cổ tàu ạ. Size S nhá mọi người ơi, xinh quá này. Em này các chị 50 cân, 40 đến 50 cân nhá. 100.000 thôi mọi người ơi, mã là 522. Siêu xinh. Ôi em này các chị ạ, size có cân nặng 55-60 cân ơi. 55-60 cân, dưới 60 cân nhá. Rất xinh này. Em này em lấy mọi người 100.000 thôi ạ. Mã số là 253. Về làm mốt nhá. Chất chun của nó rất là chắc luôn mọi người ạ. Chất chun nó rất là chắc luôn này. Em này các chị size 50 ạ. 45-50 cân, dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân này. Em này em lấy mọi người 100.000 thôi ạ. Mã là 289. Thô bao mát luôn nhá. Dưới 52 cân quay đầu. Ôi xinh dã man luôn. Màu xanh nhạt đấy. Dưới 52 cân nhá. 100.000 thôi này. Mã là 839. 100k mã là 839 cho em nhá. Mấy giờ nhỉ? Ủa, hết giờ like đấy mọi người à. Bởi vì là muộn rồi. Em này à, size tầm 50-55 cân. Mọi người chốt nhanh nhá. Dưới 55 cân này. 100.000 à. Cổ béo nhá. Mã là 452. Đây con này mọi người lấy con này đi này. Váy thô nhá. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Váy thô này 100.000 thôi, mã là 279. 100k mã là 279. Cho chị Thắm pha. Rồi, em này các chị size S chuẩn chất lanh nhá, tay hơi bồng nhẹ. Có chun đằng sau này. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này em lấy mọi người 100.000 thôi. 100.000 mã là 531. Đây, con này là bẹt vai nhá, rõ rất xinh luôn ạ. 47 đến 55 cân nhá, size M. 455 cân nhá. Em này em lấy 100.000 thôi, với chất vô ăn nhá. 100.000 ạ, mã là 548 này. 100.000 mã là 548 thêm này. Đây mọi người lấy con này đi này. Dễ mặc và rất đẹp luôn nhá. Cái lơ của nó to bản này. Cái này các chị 55-60 cân nhá. Không, 50-55 cân thôi. Tay thiết kế nhá, chất của nó đủ lắm. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. 100.000 mã là 117. Đây là một em rất xịn luôn, là hàng Stephanie á. Chia XS cho em nhé. Mọi người ơi, chất này mặc lên đúng là chất mùa hè luôn. Cái này các chị nào mà chuyên hàng thiết kế mọi người sẽ thích. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. Dưới 48 cân nhá. 100.000 thôi. Mã số là 583. 100.000 mã 583, size S nhá. Em này ạ, maximum dưới 52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này 100.000 thôi, mã là 972, tay rơi này. Cộng tay à. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. Em này 100.000 mã số 56 này. Xong hết rồi mọi người ạ, cố lên.
Em này các chị size tầm 50 cân quay đầu, 45 đến 50 cân nhá, dưới 50 cân này. Em này 100 nghìn ạ, à, má là 688. 100k má 688 cho em nhá. Đây, chất mát chưa này. 583 chị Hoa hạ. Đây, em này ạ. À. Rồi các chị có cân nặng size ạ. À. 48 đến 52, 53 cân, dưới 53 cân nhá. 100 nghìn thôi, má là 941. Wow, em có một địa chỉ chị ơi. 100 nghìn má là 941 cho em nhá. Chấm bi này, size S nhá. Tay thì kiểu này. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhá. 100 nghìn thôi, má số 72. 100k má số 72. Size L nhá mọi nhá. 688 chị Hoa. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 100 nghìn má là 127. 100k má 127 cho em nhá. Em này size L này. Em này không được size L đâu. Em này các chị 47 đến 50 cân thôi. 47 đến 50 cân nhá. Em này 100 nghìn thôi, má là 202. Chất xô nhá mọi người, chất xô size S nhá. Chất xô size S cho em này. 127 chị Tuyết Nguyễn. Size S nhá, dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em lấy mọi người 100 nghìn thôi, mã số 27. 100k mã số 27 cho em nhá. Tiếp theo này. Hàng Hàn luôn á. Đây này. Size này size 50 đến 55 cân. Hoa 50 đến 55 cân nhá. 100 nghìn thôi ạ. Mã số là 46 nhá. Tím tím. Tiếp theo này, em này ạ, size M cho em nhé, chất siêu mát. Size M mát ở to bản luôn. À, em bao nhiêu địa chỉ đi ạ? 47 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này 100 nghìn thôi, bền vai này, má là 201. 100k má là 201 cho em nhé. Đây, chị Hồng có thể lấy con bền vai này ạ, size S thôi. 50 cân quay đầu nhá mọi nhá, chất chu rất chắc luôn. Dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này ạ, 100 nghìn thôi, cánh rơi này. 100 nghìn má số 700. 100k má số 700. Bao nhiêu má hồng nhá? Size L nhá. Ui. Em này các chị 55 đến 60 cân, bao đẹp luôn này. Đẹp thế. 55 đến 60 cân nhá, có lốp tốp ạ, dưới 60 cân nhá. 100 nghìn thôi, má số là 262. 100k má là 262 cho em nhá. Đuôi này. Rất là đục lỗ cho em nhá. Em này các chị ạ, 47 đến 50 cân. 50 cân quay đầu dưới 50 cân nhá. 100 nghìn má là 145. 100k má 145 cho em nhá. 50 cân quay đầu mọi người ơi, 40 đến 50 cân nhá. 100 nghìn má là 260. Ô cái này mặc sao nhỉ? Có. Ôi mẹ ơi, cái này chỉ là một cái choàng bên ngoài thôi mọi người ạ. Oversize nhá, tràng ngoài, chị thích mặc tràng ngoài. Mặc với sock với crop cup, một cái tràng ngoài, cái này big size. Oversize nhá, em lấy mọi người 60 nghìn cho này. Tràng ngoài mã là 161 này. Size M nhá, rồi theo hết trên áo này. 48 đến 52, 53 cân, dưới 53 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 100 nghìn thôi. Theo hết này, mã là 227. 100 nghìn mã là 227 cho em nhé. Em này bẹt vai size S nhá, màu đỏ cho em này. Run rất chắc rồi, size S ạ, dưới 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này lấy mọi người 100 nghìn thôi, mã số 57 này. Em này là một em bẹt vai size M nhá mọi người, mát gọi đánh size M đây này. 50, 55 cân nhá mọi người nhá. Có chun, bán chun nhẹ. 50, 55 cân. Em này ạ, 100 nghìn thôi. Mã số em này là mã 41, 100 nghìn mã 41 nhá. Chị Hoa, em mới chuẩn chọc cho tiếp chứa cho tôi nhiều rồi. Chất xô nhá mọi người, size S cho em này. Dáng baby doll nhá, 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân nhá, chất xô này. 100 nghìn, má là 383. 100k mã 383 cho em này. Em này các chị size 50 đến 55 cân nhá, vai bèo. 50 đến 55 cân này. Em lấy mọi người 100 nghìn thôi, má là 877. Lốt con này nhá, sau đây sẽ nghỉ này. Size S cho em nhé. Ủa, em này các chị ở cân nặng 55 đến 60 cân nhé, dưới 60 cân này. Em này 100 nghìn thôi, đục lỗ này, má 141 này. Con váy này có chị nào lấy không? Size A, cái này các chị có cân nặng size mát đánh size L đấy.
em tư vấn mọi người chắc chỉ tầm 50-55 cân, 50-55 cân nhá. 100.000 bán là 150 này. Ok mọi người ơi, hôm nay chắc để like đây rồi đi. Cảm ơn mọi người đã xem like nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng, trưa, chiều và tối mai. Bye bye mọi người.